Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 691, mệnh trời không thể trái. Cát quốc khánh nói, ở đây không phải vùng cấm quân sự, bên kia mới là. Hắn chỉ chỉ một bên mặt khác. Trương Dương lắc đầu, tiếp tục vùi đầu đi tới, đi hơn chục mét, đi tới một sườn núi nhỏ. Từ nơi này có thể thấy tình hình vùng cấm quân sự phía dưới. Cát quốc khánh có vẻ rất cẩn thận, trốn ở phía sau một tảng đá. Ý bảo Trương Dương ngồi xổm xuống, Trương Dương đi tới bên người hắn, nhìn lại theo ánh mắt của hắn, nhưng thấy phía trước 200 mét là lưới sắt ngăn, bên trong có không ít kiến trúc, còn có binh sĩ thường trực ở bên trong, dưới chạm gác có một cửa nhỏ. Cát Quốc Khánh nói, bọn em lúc đó ngồi ở chỗ này vẽ trang, binh lính đột nhiên vọt đến, muốn bắt bọn em. Trương Dương nói, đi, nói chuyện với bọn họ. Cát Quốc Khánh lắc đầu nói, em không đi, đi qua như vậy, bọn họ khẳng định sẽ bắt chúng ta trương dương thấy mặt hắn bị dọa trắng cười thầm thằng nhãi này nhát gan quá vỗ vỗ đầu vai của cát quốc khánh nói vậy cậu ở chỗ này chờ tôi đi qua hỏi một chút sốt cuộc chuyện gì cát quốc khánh nói trương đại ca anh nói xem bọn họ có phải là xem chúng ta trở thành gián điệp quân sự trương dương nói cái này cũng rất khó nói ai cho mấy đứa vẽ tranh ở chỗ này hắn đứng lên đi về phía trước cát quốc khánh hạ giọng căn dặn cẩn thận một chút Trương Dương cười khoát tay áo, căn cứ huống nắm giữ hiện nay, chuyện này hẳn là một hiểu lầm, chỉ cần tìm được lĩnh đạo của bộ đội, đem tình huống nói rõ hẳn là không có vấn đề quá lớn, vấn đề quá lớn. Trương Dương đi không xa đã bị lính gác trên tròi canh phát hiện, lính gác nhìn thẳng hắn, có vẻ rất cảnh giác, nhưng mà cũng không có ý nói chuyện. Trương Dương đi đến cửa nhỏ dưới tròi canh, theo hắn không ngừng tới gần, lính gác bắt đầu có vẻ khẩn trương, hắn giơ súng lên, thị lực của Trương Dương tốt, thấy rõ cử động của đối phương, hắn giơ hai tay lên, lớn tiếng nói, đồng chí giải phóng quân, tôi tới tìm lãnh đạo của các người. Lính gác dương giọng nói, nơi này là vùng cấm quân sự, người bình thường không được đi vào. Trương Dương vẫn tiếp tục đi về phía trước, thấy hắn đã dần dần đến gần tuyến cảnh giới, lính gác lớn tiếng nói, đứng lại, anh không thể vượt qua tuyến cảnh giới phía trước. Audio điện tử võ tấn bền trương dương dừng chân đồng chí giải phóng quân vừa rồi các người bắt học sinh của học viện mỹ thuật tôi là gia trưởng đến đây giải thích với các người lính gác nói cái gì xuống phía dưới cửa nhỏ mở ra hai gã quân nhân mang theo vũ khí đi ra bọn họ đi tới trước mặt của trương dương biểu tình uy nghiêm nói giấy chứng nhận của anh trương dương rất phối hợp hắn cũng không phải đến gây sự chỉ muốn đem cố dưỡng dưỡng mang đi hắn đem thân phận của mình và giấy chứng nhận công tác ra giao cho đối phương người tùm tìm nói, tôi là chủ nhiệm ủy ban thể dục nam tích, đảng viên cộng sản, cán bộ quốc gia, không phải người xấu, Trương Dương cho rằng giới thiệu như vậy càng dễ lấy tín nhiệm. Một gã quân nhân cao lạnh lùng nhìn hắn một cái, vừa cẩn thận so sánh ảnh chụp trên giấy chứng nhận công tác và thân phận, nói, không sai, anh tới nơi này làm gì? Không biết nơi này là vùng cấm quân sự sao? Trương Dương tiếp nhận chứng minh thân phận của mình, cười nói, tôi đến tìm người, nghe nói các người bắt vài học sinh tôi là anh của một người bên trong quân nhân lạnh lùng nói đi nhanh lên ở đây không cho phép người xa lạ dừng lại trương dương nói đồng chí các người bắt vài học sinh kia quân nhân không chút khách khí cắt đứt lời của trương dương học sinh cái gì không biết đang nói cái gì trương dương sửng sốt nhưng có người nói rõ ràng thấy bắt sáu học sinh anh đang nói gì thế chúng tôi là giải phóng quân sao có thể vô duyên bắt người trương dương càng nghe càng kỳ quái Hắn xoay người nhìn lại phương hướng ẩn thân của Cát Quốc Khánh, Cát Quốc Khánh cũng không có hiện thân, lúc này điện thoại di động của Trương Dương vang lên, sau khi kết nối, nghe được âm thanh của âm thanh của Giang Quang Á, Trương Dương, Dưỡng Dưỡng bọn họ đều đã trở về, Cát Quốc Khánh cũng đã trở về. Trương Đại Quan Nhân vô cùng kinh ngạc há to miệng, Dưỡng Dưỡng trở về. Nói như vậy Dưỡng Dưỡng không có việc gì, nhưng Cát Quốc Khánh vừa rồi còn cùng mình, sao có thể trở về nhanh như vậy, đáp án chỉ có một. Cát Quốc Khánh vừa rồi hẹn hắn đến nơi đây là giả, Trương Dương nói dưỡng dưỡng không có việc gì chứ. Không có việc gì, cô ấy tới, em để cô ấy nói với anh. Trương Dương gật đầu nói, được rồi, lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm, um, một tiếng nổ, mặt đất dưới chân rung rung, chỗ cách bọn họ không xa đột nhiên xảy ra nổ mạnh, đá núi hòa bùn đất tung tóe khắp nơi, bởi vì nổ mạnh cách bọn họ rất gần, hai gã quân nhân vô ý thức nằm sấp trên mặt đất, Trương Dương bị chấn ù tai, hắn còn không có làm cho rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người quân nhân trên tròi canh dơ súng nhắm ngay hắn, hét lớn, giơ tay lên. Lúc này một viên xa xa bắn ra, chúng ngay chán của lính gác, máu tươi hòa não từ não sau phun ra, thân thể hắn lay động một chút, từ trên tròi canh rơi xuống. Trương Dương bị chấn kinh, mình đang ở trong một bàn cờ, người khác thiết lập một cái bẫy, lợi dụng quan tâm của hắn đối với cố dưỡng dưỡng, dẫn vào trong ván cờ. Đầu bên kia của điện thoại cố dưỡng dưỡng nghe được tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, nghe được cô ta sợ đến thất sắc, kêu lên anh rể. Anh rể. Trương Dương ù tai không dứt, hắn nhìn điện thoại di động trong tay, biết có người nói chuyện, thế nhưng hắn nghe không rõ ràng lắm, Trương Dương lớn tiếng nói anh không sao. Hai gã quân nhân nằm dạp xuống rốt cuộc có phản ứng, một người nhanh như hổ đói vồ mồi chụp lấy Trương Dương, định khống chế hắn, Trương Dương lấy một tay đẩy ra, gã còn lại giơ súng bắn, Trương đại quan nhân phản ứng thần tốc, cơ thể lăn lộn một cái, né tránh viên đạn, chỗ hắn vừa nằm lưu lại vài vết đạn. Lúc gã quân nhân lại lần nữa giơ súng bắn, Trương Dương vào tới bên cạnh hắn như tia chớp chụp lấy cổ tay của hắn, hầu như đồng thời, tên quân nhân đã xiết cò súng, đạn bắn về phía bầu trời. Trương Dương cố sức kéo lại, đối phương dùng đầu gối hung hăng đá lên bụng hắn, Trương Dương nhấc chân ngăn trở, một đấm đánh trúng bụng dưới của đối phương, làm đối phương sụi lơ trên mặt đất, đoạt lấy súng ngắn trong tay phải. Một gã quân nhân còn lại tòng phía sau ôm lấy hắn, Trương Dương nhấc chân đá, một cước đá trúng đối phương, đối phương kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, Trương Dương thuần thục lấy đạn trong súng ra, sau đó ném súng xuống đất. Lúc này có hơn 10 quân nhân cấp tốc chạy về hướng chỗ phát nổ, Trương Dương thấy tình thế không ổn, hắn hét lớn với hai gã quân nhân ngã xuống đất chuyện này không liên quan đến tôi. Trương Dương bỗng nhiên cảm giác được đầu vai giường như bị mũi đốt, Hắn vô thức té gục xuống đất, thấy trong núi, tựa hồ có tia sáng lóe ra, đầu vai trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, thính lực của Trương Dương vẫn đang khôi phục, hắn nổi giận mắng, mẹ kiếp chúng mày. Trong núi hiển nhiên có người phục kích hắn, lại một viên đạn bắn ra, lần này bắn trúng một gã quân nhân trên mặt đất, Trương Dương trốn sau một khối đá núi, lại vươn tay, kéo hai gã quân nhân lôi qua, hai người này có thể giúp hắn làm chứng, nếu như bọn họ đều chết, hắn khẳng định càng thêm phiền phức. Quân nhân bên trong vùng cấm quân sự từ cửa nhỏ không ngừng mà vọt ra, bọn họ được vũ trang hạng nặng, nhanh chóng vây Trương Dương ở giữa, hơn 10 hỏng súng nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương thấy các quân nhân có cử động miệng, đáng tiếc nghe không thấy bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì, Trương Dương chỉ chỉ cái lỗ tai, ý bảo mình không nghe được bọn họ nói cái gì, thấy tay áo mình đã bị máu tươi làm ướt đẫm. Hắn lớn tiếng nói, "Trên núi có mai phục, có tay súng bắn tỉa," rồi đưa tay điểm chúng huyệt đạo của mình cầm máu tươi đang chảy ra. Hơn 10 người quân nhân tiểu đội lên núi tìm tòi, hai gã quân nhân đến bắt Trương Dương lại, trói hai tay của hắn sau lưng, Trương Dương không có phản kháng, hắn tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối mặt nhiều họng súng như vậy, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước khi thính lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, Trương Dương đầu tiên sẽ giữ bình tĩnh, hắn bình tĩnh nói tôi và vụ nổ này không liên quan, tôi muốn gặp lãnh đạo cấp trên của các người. Y đạo quan đồ khởi điểm tiếng trung võng một gã quân nhân đỏ mắt đi tới, báng súng hung hăng nện phía sau lưng của Trương Dương, hắn giận dữ hết thằng khốn. Hắn và người lính gác trên cao bình thường có quan hệ tốt, thấy bạn bè bị bắn chết, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Cú này làm Trương Dương đau, nhưng mà hắn vẫn quật cường đứng thẳng, lạnh lùng nói, tôi không liên quan đến chuyện này, tôi muốn thấy cấp trên của các người. Đám quân nhân buộc tội Trương Dương vùng cấm quân sự, trước khi Trương Dương tới đây thật không ngờ mình sẽ vào đây với phương thức như vậy đến nơi đây hắn càng thật không ngờ rằng, quan trên tối cao ở đây lại chính là tần chấn đường, lúc này thính lực của Trương Dương trên cơ bản đã khôi phục lại bình thường, hắn bị đám binh sĩ đưa vào phòng làm việc của tần chấn đường, tần chấn đường thấy Trương Dương trên người đầy máu bị áp giải đến, biểu tình cũng có chút kinh ngạc, hắn ta thật sự không ngờ rằng sẽ gặp lại Trương Dương dưới tình huống như vậy, kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, Trương Dương và tần ra có oán hận chất chứa rất sâu, đại ca của tần chấn đường tần chấn đông bị tần manh manh giết chết bọn họ vốn muốn lợi dụng tần hoan rụ tần manh manh đi ra thế nhưng lại bị trương dương nhảy vào quân khu đại viện cướp đi lúc đó trương dương còn đấm tần chấn đường tần chấn đường có bắn trả trương dương chuyện này sau đó tuy rằng bị đè ép xuống nhưng mà oán hận giữa bọn họ cũng chưa có hóa giải trương dương nhìn thấy tần chấn đường thì chuyện đầu tiên nghĩ đến là chuyện hôm nay rốt cuộc có phải là người của tần gia bày ra không bọn họ vẫn ghi hận mình lúc trước gây khó dễ tại hạng mục sân bay mới giang thành tạo áp lực với đỗ thiên giả bước bách đỗ thiên giã miễn trước trương dương chính bởi vì sự kiện này trương dương mới rời khỏi giang thành đến nam thích theo trương dương thấy tần gia nếu có thể sử dụng thủ đoạn như vậy lập bẫy hại mình cũng rất có thể tần chấn đường chậm rãi đi đến chỗ trương dương hắn đánh giá trương dương ánh mắt dường như dã thú hung mãnh nhìn thẳng con mồi trương dương mày làm ra chuyện tốt rồi trương dương thầm kêu không ổn sự tình hôm nay khẳng định phiền phức vẻ mặt của hắn vẫn chấn định như trước Thản nhiên nói, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi bị người lừa gạt mà thôi." Tần Chấn Đường cười lạnh nói, "Mày cũng bị người ta lừa. Thật là trùng hợp." Trương Dương nói, "Trùng hợp hay không trùng hợp, trong lòng anh rõ ràng. Tôi bị thương, hỏi cái vấn đề này trước, có phải nên tìm một bác sĩ trị thương cho tôi?" Tần Chấn Đường nói, "Viên đạn này cũng không bắn trúng chỗ yếu hại của mày." Trương Dương nói, "Cho nên tôi mới có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với anh." Tần chấn đường nói, mày tốt nhất là thành thật khai ra, tới nơi này làm gì? Mày có mục đích gì? Có phải là muốn đánh cắp tình báo quân sự của bọn tao? Trương Dương nói, tôi đã nói qua, tôi bị người ta lừa, có người nói cho tôi biết, các người bắt phải học sinh, một người bên trong là em tôi, cho nên tôi tới tìm các người, anh có thể hỏi hai người quân nhân kia, lúc đó tôi nói với bọn họ rất rõ ràng, còn đem giấy chứng nhận cho bọn họ nhìn, Lúc này quân nhân phái lên núi tìm kiếm đều đã trở về, người mang đội Trương Dương cũng nhận thức là bản tốt của tần chấn đường triệu toàn tăng. Trương Dương lúc đột nhập vào tần gia gian, đã từng một cước đá bay thẳng nhãi này, cho nên triệu toàn tăng thấy Trương Dương con mắt cũng đỏ lên, hắn ta cũng không có khách khí như tần chấn đường, xông lên nắm lấy cổ áo của Trương Dương, giận dữ hết mày nói rõ ràng cho tao, đồng bọn của mày ở nơi nào. Bọn mày tới nơi này muốn làm gì? Tần Trấn Đường nói, Triệu Toàn Tăng, cậu bình tĩnh một chút kết quả tìm kiếm thế nào triệu toàn tăng lắc đầu nói người chạy lúc nói chuyện bên ngoài lại truyền đến một tiếng nổ cự ly rất xa sắc mặt mọi người đều thay đổi triệu toàn tăng móc súng lục ra để lên đầu của trương dương mau nói thật lần này bọn mày rốt cuộc có bao nhiêu người muốn làm gì trương dương nói anh lấy súng ra tôi không phạm tội cũng không phải gián điệp anh không có quyền đối đãi tôi như vậy Triệu Toàn Tăng cả giận nói, bọn tao đã chết một người, bị thương hai người, mày không đem chuyện nói rõ, tao nổ súng bắn chết mày. Lúc này lại có một gã quân nhân hoang mang rối loạn chạy đến, hắn thấp giọng bên tai của Tần Trấn Đường nói cái gì đó, sắc mặt của Tần Trấn Đường chợt thay đổi, cả giận nói chuyện xảy ra khi nào. Tên quân nhân kia sợ hãi nói, vừa nãy. Tần Trấn Đường đi về phía trước, đoạt lấy súng trong tay của Triệu Toàn Tăng, mở chốt bảo hiểm chỉ về cái chán của Trương Dương lập tức khai ra cho tao đồng bọn của mày là ai trương dương nói tôi không có đồng bọn chấm ngoặc kép đoàng một tiếng súng vang lên tần chấn đường bắn ngay mặt đất dưới chân trương dương nền xi măng lập tức xuất hiện một cái hố trương dương không ngờ rằng hắn ta thật sự nổ súng có chút kinh ngạc của nhìn hắn tần chấn đường bởi vì phẫn nộ nên khuôn mặt trở nên vặn vẹo dùng súng chỉ vào cái chán của trương dương nói tao hỏi lại mày một lần bọn mày tổng cộng bao nhiêu người Bọn mày thuộc về tổ chức nào? Mục đích của bọn mày có phải là để đánh cắp tình báo quân sự của bọn tao? Trương Dương lạnh lùng nhìn Tần Chấn Đường nói, cũng không biết anh đang nói cái gì. Tần Chấn Đường cả giận nói, tao bắn chết mẹ mày. Tên quân nhân vừa rồi trước khi vụ nổ phát sinh giáp tiếp xúc với Trương Dương nói, thủ trưởng, bình tĩnh, tìm về văn kiện trước. Trong lòng Trương Dương nói mẹ mày cũng xứng là thủ trưởng sao? hắn lại không biết rằng bên trong xương quân đội xưng hô quan viên thượng cấp là thủ trưởng rất phổ biến, cho dù là một liên trưởng cũng sẽ có binh lính đi theo phía sau cái mông gọi là thủ trưởng. Tần chấn đường cắn cắn môi, thu hồi súng, đưa súng giao cho triệu toàn tăng, hắn thấp giọng nói, lập tức triển khai tìm kiếm toàn diện, nhất định phải tìm về tư liệu mất trộm, giam hắn lại cho tôi. Trương đại quan nhân bị giam trong phòng tối đen, chuyện này tới quá đột nhiên, hoàn toàn bởi vì bất cẩn mà bị người dẫn vào cái bẫy, từ tình cảnh hiện tại, quân đội hẳn là bị mất một phần tư liệu tuyệt mật, cho nên tần chấn đường mới có thể đột nhiên trở nên khủng hoảng như vậy. Nếu như chuyện ngày hôm nay cũng không phải là do tần chấn đường bày ra, như vậy người phía sau thao túng là ai? Trương Dương nghĩ tới hải sắt phu nhân, nhưng hải sắt phu nhân nếu dùng cách giả chết bốc hơi, sẽ không đơn giản ra tay đối phó mình, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Trương Dương vận nội lực, chặt đứt dây thừng trên tay hắn, bởi vì cố sức động vào vết thương, Vết thương đầu vai tung tóe ra, lại chảy ra không ít máu tươi, Trương Dương dùng tay trái ôm đầu vai, vận nội lực vào ngón tay, đầu đạn trong đầu vai bước ra, tay súng bắn tỉa hiển nhiên không muốn thương tổn tính mạng của hắn, phát súng chỉ là bắn trúng phần mềm cơ thể, cũng không có tổn thương đến xương cốt, trong quá trình Trương Dương bước ra đầu đạn, lại chảy không ít máu tươi, ngón tay rốt cục chạm được vào đầu đạn. Hắn cắn răng nhịn đau lấy đầu đạn ra, sau đó điểm huyệt cầm máu, trong bóng tối Trương Dương thở hổn hển từng ngụm lợi dụng phương thức như vậy giảm bớt đau đớn thân thể, mồ hôi lạnh trên trán liên tục chảy xuống theo khuôn mặt, nếu có cái gương ở đây có thể thấy dáng dấp của mình bây giờ, nhất định là chật vật lắm đây. Trương Dương không khỏi nghĩ đến các quốc khánh giả mạo, thật sự là người không thể nhìn tướng, không ngờ vậy tên nhóc này thoạt nhìn thành thật như vậy, bên trong lại lòng muông giả thú, Trương Đại Quan Nhân trong bóng đêm nở nụ cười bất đắc dĩ, chỉ là một căn phòng tối là không giam được hắn, nhưng Trương Dương không thể trốn, chuyện này đã rất phức tạp rồi, đối phương cũng muốn hãm hại hắn vào tù, nếu như hắn chạy, chẳng phải là càng nói không rõ. Lúc vụ nổ xảy ra, hắn đang nói chuyện điện thoại với dưỡng dưỡng, tin tưởng dưỡng dưỡng nhất định sẽ tìm tới nơi này. Chấm. Cố dưỡng dưỡng lúc này đang cùng Giang Quang Á, cha vi bọn họ cùng nhau đến núi Thương Mạc, cố dưỡng dưỡng tràn ngập lo lắng nói anh rể của mình có thể gặp chuyện không may không. Giang Quang Á nói, tới sẽ biết. Cha Vi không nói chuyện, Cô ấy thành thục hơn một ít so với bạn học khác, lo lắng vấn đề tương đối toàn diện hơn. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, cô ấy gọi cho chú Cha Tấn Bắc trước. Cha Tấn Bác hiểu biết Uyên Bác, hẳn là biết núi Thương Mạc là địa phương nào. Cha Tấn Bác nghe Cha Vi nói xong, im lặng một hồi mới nói con xác định Trương Dương gặp phải phiền phức. Cha Vi nói, dưỡng dưỡng nghe được trong điện thoại truyền ra tiếng nổ mạnh và tiếng súng. Sau đó bọn con gọi lại điện thoại của Trương Dương trong trạng thái không người nghe cha tấn bắc nói cô ấy có thể nghe lầm không hiện tại là niên đại hòa bình làm sao có phát sinh vụ nổ nào chứ cha vi nói hẳn là không lầm cha tấn bắc nói chú hỏi thăm giúp con một chút lát sẽ điện thoại lại cho con cha vi khép điện thoại lại giang quang á lái xe đi trước vùng cấm quân sự của núi thương Mạc tiền mấy người bọn họ xuống xe thấy chỗ cửa lớn có hai gã binh sĩ đang gác cố dưỡng dưỡng là người đầu tiên đi qua rất khẩn trương của hỏi giải phóng quân đồng chí xin hỏi có một người tên là trương dương lai đến nơi này không biểu tình của người lính gác nghiêm túc nhìn bọn họ nơi này là vùng cấm quân sự mời các người lập tức rời đi cha vi nói vùng cấm quân sự có gì đặc biệt hơn người bên trong lưới sắt là vùng cấm bên ngoài không phải như vậy chúng ta tới tìm người xin lỗi không có người các người muốn tìm giang quang á nói trương dương rõ ràng nói là ở đây không có khả năng lầm Cha Vi nói: Lãnh đạo lãnh đạo của các người là ai? Chúng ta muốn gặp. Hai gã binh sĩ liếc mắt nhìn nhau. Các người đi nhanh lên. Nơi này là vùng cấm quân sự, không phải là các người tới. Cô Dưỡng Dưỡng nói: van Cầu các người nói cho chúng tôi biết, Trương Dương rốt cuộc có tới đây hay không? Vừa rồi tôi rõ ràng nghe trong điện thoại có tiếng nổ mạnh. Binh sĩ nghe cô ấy nói có tiếng nổ, sắc mặt rõ ràng có chút thay đổi. Hắn trở lại đài canh gác cầm lấy điện thoại hẳn là đi báo với cấp trên. Cha Vi lúc này nhận được điện thoại gọi tới của chú, cha Tấn Bắc nói: "Tiểu Vi, Trương Dương có thể gặp một ít phiền phức, núi Thương Mạc là vùng cấm quân sự, chú thông qua một ít quan hệ nghe được, Trương Dương bị quân nhân ở đó bắt lại, hiện tại hoài nghi hắn làm gián điệp, mấy đứa không nên hành động thiếu suy nghĩ, trở về nhanh lên." Cha Vi thất kinh: "Chú, chú phải nghĩ biện pháp, Trương Dương khẳng định là bị người ta lừa." Cha Tấn Bắc nói: "Chuyện của quân đội chú không thể nói rõ, như vậy đi, con tìm văn phu nhân liên hệ, bà ấy là mẹ nuôi của Trương Dương, không lý nào thấy con nuôi bị người ta, mà ngồi yên không quan tâm. Cha Vi cúp điện thoại, gọi Giang Quang Á và cố dưỡng dưỡng trở lại, cố dưỡng dưỡng lo lắng, trong đôi mắt đẹp đã có hai hàng nước, cô ấy cho rằng chuyện này bởi vì mình dựng lên, trong lòng càng không dễ chịu, thế nào? Cô ấy khẩn cấp của hỏi. Cha Vi nói, chúng mình nói, Trương Dương và quân đội xảy ra một ít hiểu lầm, anh ấy đang phối hợp với chuyện này, kêu chúng ta về trước đi. Cô dưỡng dưỡng nói, cậu nói Trương Dương ở bên trong này. Cha Vi nói, chúng ta rời khỏi đây trước, đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp, chú mình đã đáp ứng rồi, chú sẽ giải quyết chuyện này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Dương hẳn là sẽ đi ra rất nhanh, đi, chúng ta xuống núi trước đi. Giang Quang Á lái xe chở bọn họ đi, cha Vi mượn cớ đi mua nước, rời khỏi ô tô, đi tới một bên, gọi điện thoại cho La Tuệ Chữ. La Tuệ Chữ nghe được Trương Dương bị quân đội bắt cũng thất kinh, cô ấy đáp ứng lập tức hỏi chuyện này, kêu cha Vi về trước chờ tin tức. La Tuệ Chữ buông điện thoại xuống, lo lắng đi ra ngoài, Văn Quốc Quyền vừa ăn xong bữa trưa, đang ngồi ghế sofa nghỉ ngơi, thấy biểu tình của vợ, lập tức ý thức được có việc phát sinh. La Tuệ Chữ ngồi xuống đối diện Văn Quốc Quyền, nói Trương Dương đã xảy ra chuyện. Văn Quốc Quyền nói, nó không ra chuyện mới là kỳ quái, sao? hắn còn ở kinh thành nga à? la tuệ chữ gật đầu nói chẳng biết vì nguyên nhân gì nó xông vào vùng cấm quân sự núi thương mạc người phụ trách ở đó lại là con trai của tần hồng giang tần trấn đường nghe nói trương dương bị hắn bắt giáp quốc quyền nhíu nhíu mày nói bà muốn cho tôi đứng ra la tuệ chữ không nói chuyện nhưng biểu tình của bà đã trả lời văn quốc quyền văn quốc quyền thở dài nói mong muốn nó không gây ra cái gì lớn chuyện lớn quân đội chưa chắc đã cho tôi mặt mũi Văn Quốc Quyền cầm lấy điện thoại, ông trước tiên tìm người hiểu chuyện này. Khi Văn Quốc Quyền hỏi rõ cụ thể tình huống của chuyện này, sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lúc Văn Quốc Quyền gọi điện thoại, La Tuệ Chữ vẫn đều ở bên cạnh lẳng lặng quan sát vẻ mặt của chồng mình. Bà đã ý thức được tình thế rất nghiêm trọng. Quả nhiên không có ngoài dữ liệu của La Tuệ Chữ, Văn Quốc Quyền sau khi biết rõ tình huống, lắc đầu nói với La Tuệ Chữ: Quân đội đã chết một người, bị mất một phần tư liệu cơ mật mà tất cả đều phát sinh trương dương đến nơi đó, hiện tại quân đội hoài nghi nó làm hoạt động gián điệp. La Tuệ Chữ nói, không có khả năng, tôi nghe Cha Vi nói qua, trương dương là bị người ta lừa đến đó. Văn Quốc Quyền nói, trách nó không cẩn thận, gặp phải loại chuyện này, vì sao không hỏi rõ ràng. Tùy tiện chạy đến vùng cấm quân sự, hiện tại gây ra chuyện lớn như vậy, thu xếp sao đây? La Tuệ Chữ nói, ông nghĩ biện pháp, không thể nhìn nó bị quân đội khống chế văn quốc quyền nói có biện pháp nào nó cả ngày gây sự tần gia vốn hận nó thấu xương lần này lại cho người ta một cơ hội cho dù tôi mở miệng tần hồng giang cũng không cho tôi cái mặt mũi này đâu la tuệ chữ nói nhưng trương dương là con nuôi của chúng ta văn quốc quyền nói bây giờ còn con nuôi cái gì bởi vì sự kiện này bên ngoài không biết có bao nhiêu người ta đang nói về chúng ta la tuệ chữ nói cho dù không có mối quan hệ này thì trương dương đã cứu tôi, nó đã cứu mạng của ta, có ân đối với nhà của chúng ta. hiện tại nó gặp phải phiền phức, chúng ta không thể ngồi yên mặc kệ. văn quốc quyền nói, không phải là tôi không muốn giúp nó, mà là tôi không thích hợp đứng ra. la tuệ chữ nói, có phải là tần gia lập ra cái bẫy này không? văn quốc quyền lắc đầu nói, tần hồng giang không làm như vậy đâu. la tuệ chữ cắn cắn môi, bà tràn ngập lo lắng nói, làm sao bây giờ? Văn Quốc Quyền nói, Tần Hồng Giang nghe lời một người nói, nếu như muốn Trương Dương bình an rời khỏi nơi đó, phải có người này lên tiếng. Ánh mắt của La Tuệ chữ sáng lên, bà biết người mà chồng mình nói chính là ai, người mà Tần Hồng Giang chịu phục nhất chính là Kiều Lão, cũng chỉ có Kiều Lão nói ông ta mới bằng lòng nghe. La Tuệ chữ không có khả năng trực tiếp đi tìm Kiều Lão, bà ấy nghĩ tới Kiều Mộng Viện, lập tức gọi điện thoại cho Kiều Mộng Viện ở Bình Hải. Tần Trấn Đường nhận được điện thoại của cha Tần Hồng Giang, Tần Hồng Giang chỉ nói ngắn gọn hai chữ, thả người, tần chấn đường sửng sốt, hắn giận dữ nói, ba. Ba có lầm hay không, Trương Dương có hiểm nhi làm hoạt động gián điệp, còn có lý do cho rằng, hắn cố ý chế tạo hỗn loạn, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, mà đồng bọn của hắn nhân cơ hội lẻn vào căn cứ, lấy đi cơ mật quân sự. Tần Hồng Giang nói, lập tức thả người. Vì sao? Tần Hồng Giang không có giải thích với con trai, cũng không cần phải giải thích kiều lão vừa rồi gọi điện thoại cho ông chỉ nói hai chữ thả người kiều lão nếu đã lên tiếng ông không dám không nghe theo tần hồng giang không biết trương dương đến tột có vận cứt chó gì mà lọt vào mắt xanh của kiều lão trong lòng tần hồng giang cũng cực kỳ khó chịu đối với trương dương ông cũng không có đem cái chết của con trai trên người của trương dương cái ông khó có thể tiêu tan nhất chính là trương dương xông vào nhà của ông cướp đi cốt nhục của tần ra mỗi khi nhớ tới hình dạng tần hoan ở sâu trong nội tâm của Tần Hồng Giang lại cảm thấy một trận thống khổ, đó là con thứ của ông. Cái đoạn bí mật này giấu quá sâu, Tần Hồng Giang cho tới bây giờ cũng làm rõ ràng lắm, rốt cục là Tần gia thiếu Tần manh manh hay là Tần manh manh có lỗi với Tần gia bọn họ. Tần Chấn Đường không hiểu vì sao cha ra mệnh lệnh như vậy, ở trong lòng hắn luôn xem Trương Dương là kẻ thù, tuy rằng Trương Dương không có tận tay giết chết đại ca của hắn, thế nhưng hắn cho rằng Trương Dương nhất định có liên quan đến chuyện đại ca bị hại là hắn xông vào nhà mình, trước mặt mọi người đánh mình, đoạt lấy tần hoan, tần chấn đường vì sự kiện mà bị coi là vô cùng nhục nhã. Hắn đã từng thề muốn tìm Trương Dương đòi lại cái công đạo này, ngày hôm nay rốt cuộc đợi được cơ hội này. Tần chấn đường cũng không cho rằng mình là quan báo tư thù, Trương Dương đến tạo thành cái chết cho binh sĩ của mình, hơn nữa hắn chế tạo ra sự hỗn loạn hấp dẫn sự chú ý của đa số quan binh. Do đó tạo thành phòng thủ hậu phương chống giống, hắn bị mất một phần tư liệu quân sự quan trọng, Tần Chấn Đường cho rằng Trương Dương khẳng định có quan hệ với kẻ đánh cắp tư liệu quân sự, đây là nguyên nhân căn bản mà hắn giam Trương Dương. Triệu Toàn Tăng đi tới phòng làm việc, Tần Chấn Đường tràn ngập phiền muộn nói, lão gia tử nhà tôi gọi điện thoại đến đây, lệnh cho chúng ta thả người. Triệu Toàn Tăng cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng nếu Tần Tư lệnh đã ra lệnh, bọn họ chỉ có thể theo chỉ thị. Triệu Toàn Tăng nói, chúng ta đã lục soát khắp núi, không có người nào lọt vào cái gì khả nghi, tay súng bắn tỉa hẳn là đã bỏ trốn. Hắn dừng lại một chút, lại nói, vừa rồi có vài học sinh của học viện mỹ thuật đến đây tìm Kiếm Trương Dương, binh sĩ không cho bọn họ tiến vào. Tần Chấn Đường nói, thấy thế nào? Triệu Toàn Tăng sửng sốt một chút, lập tức ý thức được Tần Chấn Đường đang hỏi hắn cái nhìn đối với chuyện này, Triệu Toàn Tăng nói, chuyện này có không ít điểm đáng ngờ, hiềm nghi của Trương Dương không thể loại trừ, thế nhưng cũng không thể nhận định hắn nhất định có quan hệ với vụ đánh cắp cơ mật quân sự. Tôi đã hỏi qua hai gã binh sĩ tiếp xúc đầu tiên với hắn, theo như lời bọn họ, Trương Dương đi tới tìm vài học sinh, hắn nói chúng ta bắt học sinh của học viện mỹ thuật đang vẽ tranh gần đấy, căn bản không có biết chuyện chúng ta bên này. Chương 692, cổ trường thành, chân hán tử, 1. Tần Chấn Đường nói, nếu như hắn thật sự có mục đích khác, khẳng định sẽ không nói thật. Triệu Toàn Tăng nói, thả hắn không. Tần Chấn Đường gật đầu nói, thả hắn đi. Cha cực kỳ uy nghiêm trong lòng Tần Chấn Đường, hắn không dám cãi mệnh lệnh lão gia tử. Trương Dương đi ra phòng tạm giam đã là buổi chiều 2 giờ, mặt trời trốn trong tầng mây, bầu trời xám trắng, không biết có phải bởi vì tại vùng núi mà sau giờ ngọ bỗng nhiên nổi gió to. Tần Chấn Đường cũng không đứng ra, Triệu Toàn Tăng dẫn người đem Trương Dương thả ra, đi tới phòng y tế kiểm tra cho hắn rồi vết thương một chút trước, từ khi Trương Dương bị bắt đến bây giờ đã qua 4 tiếng đồng hồ, bọn họ mới nhớ tới xử lý thương thế cho Trương Dương đổi thành người thường chỉ cần là không có máu cũng xanh không nổi quân y xử lý vết thương cho trương dương một chút lúc kiểm tra vết thương trương dương nói bên trong không có đạn giúp tôi băng bó một chút là được quân y vô cùng kinh ngạc nhìn hắn một chút thực sự không nghĩ ra vì sao đầu đạn không ở bên trong từ biểu hiện cho thấy vai của trương dương cũng không có bị bắn xuyên qua triệu toàn tăng đứng một bên lạnh lùng nhìn trương dương trương dương nói chuyện làm rõ chưa Triệu Toàn Tăng trầm thấp nói, coi như mày may mắn vận khí. Trương Dương cười nói, nói cách khác, các người chuẩn bị thả tôi. Triệu Toàn Tăng gật đầu, hắn nhìn Trương Dương một chút, quần áo trên người của Trương Dương tất cả đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Một gã binh sĩ đi tới đem điện thoại di động phóng của Trương Dương đặt ở một bên, Triệu Toàn Tăng nói, tìm quần áo cho hắn thay. Triệu Toàn Tăng cũng không phải là là lương tâm đột nhiên nổi lên, mà là hắn cho rằng Trương Dương máu tươi nhễ nhại như vậy đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng hình tượng của quân doanh bọn họ. Trương Dương bị súng bắn bị thương vốn không liên quan đến bọn họ, bọn họ cũng không muốn chịu tiếng xấu thay cho người. Quân y xử lý xong vết thương, binh sĩ đã đem quân phục tới thay, Trương Dương đi tới trước vòi nước tẩy rửa vết máu trên người một chút, triệu toàn tăng đưa cho hắn một cái khăn mặt, thấp giọng nói, nếu như để cho tao tra được mày và chuyện lần này có quan hệ, tao tuyệt không bỏ qua mày. Trương Dương thản nhiên cười nói, như nhau. Triệu toàn tăng sửng sốt một chút, hắn lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Trương Dương. Trương Dương cũng hoài nghi là bọn họ thiết lập cái bẫy này để cho hắn tiến vào. Trương Dương đi tới sau màn tre, thay quân phục, quân phục là đồ mới, coi như là bồi thường đối với mấy giờ giam giữ hắn. Sau khi thay quân phục Trương Dương đi ra, ngay cả triệu toàn tăng cũng không thể không thừa nhận, thằng nhãi này mặc quân phục vào thật là oai hùng, trước khi Trương Dương ra cửa, đưa mắt nhìn triệu toàn tăng từ trên xuống dưới triệu toàn tăng bị hắn nhìn có chút khó hiểu làm gì trương dương chỉ chỉ áo khoác của hắn có thể cho tôi một cái không tôi lạnh triệu toàn tăng trong lòng thầm mắng thằng nhãi này được voi đòi tiên nhưng mà trương dương ngày hôm nay mất không ít máu cảm thấy lạnh cũng rất bình thường hắn ta cởi áo khoác của mình đưa qua trương dương mặc áo khoác vào suy bởi vì vai phải bị thương nên mặc quần áo vào có vẻ có chút mốc vẫn là triệu toàn tăng hỗ trợ kéo ống tay áo vào đi ra phòng y tế trương dương ngẩng đầu tìm kiếm mặt trời trên bầu trời, vất vả tìm được rồi một màu xám trắng trong bầu trời minh mông, hắn thở dài nói, khí trời ngày hôm nay không tốt. Triệu Toàn Tăng đưa điện thoại di động trả cho hắn. Trương Dương nhìn điện thoại một chút, lúc lật xem ghi chép cuộc gọi, điện thoại di động vang lên, hắn liền nghe máy, nghe được âm thanh của Kiều Mộng Việt, Trương Dương, anh có sao không? Nội tâm của Trương Dương cảm thấy một dòng nước ấm đang gột rửa, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì, thấp giọng nói cảm ơn. Kiều Mộng Viện im lặng một chút, nhẹ giọng nói, có thời gian, anh đi thăm ông của tôi đi. Trương Dương nhất thời hiểu mình sở dĩ có thể đi ra, tất cả đều dựa vào Kiều Lão lên tiếng, hắn thấp giọng nói, tôi sẽ đi. Kiều Mộng Viện nói, Văn Phu Nhân rất lo cho anh, anh ngàn vạn lần đừng gây sự, sau khi rời khỏi đây gọi điện thoại cho gì ấy, để cho gì ấy an tâm. Trương Dương gật đầu, cúp điện thoại, dưới sự áp giải của Triệu Toàn Tăng và hai gã binh sĩ đi ra cửa lớn quân doanh lúc này tần chấn đường đang đứng trong phòng làm việc ở trên lầu lặng lặng nhìn trương dương trong ánh mắt hắn tràn ngập phẫn nộ hắn không rõ vì sao cha muốn tha cho tên kia hắn thậm chí có chút hối hận vừa rồi mình rõ ràng có cơ hội giết chết trương dương nhưng sao hắn không làm như vậy vì sao đi tới trước cửa lớn trương dương bỗng nhiên dừng chân chậm rãi quay người lại nhìn chỗ của tần chấn đường vươn tay trái làm ra tư thế người xả kích nhìn dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo thằng nhãi này trong đôi mắt tần chấn đường hầu như muốn phun ra lửa. Trương Dương sở dĩ làm ra động tác bắn súng này, là một loại phát tiết, hắn bị người tính kế lửa vào trong bẫy, nếu như không phải kiều lão lên tiếng, lần này phiền phức khẳng định không nhỏ, hiện tại hồi tưởng lại, bên trong có lỗ thủng rất nhiều, chỉ cần thoáng cẩn thận một chút sẽ vạch trần gian kế của đối phương, thế nhưng quan tâm của hắn đối với cố dưỡng dưỡng đã ảnh hưởng tới phán đoán của hắn đối với chuyện này, từ sau khi chuyện của cố giai đồng phát sinh, hắn đã trở thành chim sợ cành cong hắn sợ lịch sử tái diễn. Sợ người bên cạnh bị bất luận thương tổn gì. Cửa lớn của quân doanh chậm rãi đóng lại phía sau Trương Dương, hắn thấy được ba thân ảnh xa xa, cha vi, cố dưỡng dưỡng, giang quang á. Lúc cố dưỡng dưỡng thấy Trương Dương xuất hiện ngoài cửa lớn quân doanh gian, vành mắt nhất thời đỏ lên, cô bước nhanh đến, tiện đà chạy, chạy càng lúc càng nhanh, đi tới trước mặt của Trương Dương, bỗng nhiên mở hai tay ôm chặt lấy hắn, Trương Đại Quan Nhân có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, Hắn buông hai tay xuống, nghe Cố Dưỡng Dưỡng khóc nói, "Vì sao anh ngu như vậy? Em không sao, em rất tốt." Cố Dưỡng Dưỡng thấy Trương Dương vì mình mà một mình mạo hiểm nên cảm động không ngớt, Trương Đại Quan Nhân không ngờ là kết quả này, bị Cố Dưỡng Dưỡng dưới ánh mắt của Cha Vi và Giang Quang Á ôm chặt như vậy, Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, hắn thấp giọng khuyên giải an ủi, "Dưỡng Dưỡng, anh không sao, chỉ là hiểu lầm, hiện tại đã nói rõ rồi." giang quang á thấy tình cảnh trước mắt trong nội tâm nhất thời cảm thấy mất mát không gì sánh được hắn rốt cục đã hiểu tâm tư của cố dưỡng dưỡng căn bản không có đặt trên người hắn trong lòng cố dưỡng dưỡng từ đầu đến cuối chỉ thích một mình trương dương trong đôi mắt đẹp của cha vi cũng xẹt qua một tia mất mát nhưng mà còn đỡ hơn giang quang á cảm giác mất mát của cô nhẹ hơn nhiều lúc cố dưỡng dưỡng ôm lấy trương dương ánh mắt xấu hổ trương đại quan nhân xấu hổ vẫn đang nhìn cha vi cha vi cười nhìn hắn Cố dưỡng dưỡng rốt cục nhớ tới phía sau còn có cha vi và giang quang á, cô thả trương dương, mặt cười ửng đỏ cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói nói em em, vui quá. chương 693, Cổ Trường Thành, chân Hán Tử, 2. Trương Dương vui vẻ gật đầu, đi tới hướng cha vi và giang quang á, hắn nắm tay giang quang á trước, cảm ơn mọi người tới đón tôi. Giang Quang Á bắt tay hắn nói, có tìm được cái tên hàng giả kia không? người hắn nói chính là Cát Quốc Khánh giả mạo. Trương Dương lắc đầu. Cha Vi nói, quên đi. Sợ bóng, sợ gió một hồi, chỉ cần anh bình an vô sự là tốt rồi. Nhanh lên xe đi. Mọi người trên liếu xe BMW S của Giang Quang Á, Trương Dương cũng không có nói cho bọn họ biết chuyện mình bị thương. Trương Dương nói, các người sao biết anh bị nhốt ở trong? Giang Quang Á nói, dưỡng dưỡng nghe được tiếng nổ trong điện thoại, cho nên bọn em cùng nhau đến đây, phát hiện có chút không đúng là chị Vi Hoa cô chú giải thích tình huống của anh. Trương Dương chuyển hướng cha Vi cười nói, cô thật quan tâm tôi. Mặt cười của cha Vi nóng lên, nhưng mà biểu hiện của cô rất tự nhiên, tất cả mọi người rất quan tâm anh. Giang Quang Á nói, thật là kỳ quái, vì sao có người muốn giả mạo cát quốc khánh lừa anh đến nơi này. Trương Dương nói, không biết, chỉ cần các người bình an vô sự là tốt rồi. Hắn có chút huệ oải nhắm hai mắt lại, cố dưỡng dưỡng nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn không tốt nhỏ giọng nói anh rể, anh có ăn chưa trương dương lắc đầu giang quang á nói em đưa anh quay về phòng tạm trú nam tích nghỉ ngơi trên đường tìm quán cơm ăn trước trương dương giơ lên đồng hồ trên cổ tay nhìn thời gian một chút nói đến tiến khấu trường thành cái gì cha vi và cố dưỡng dưỡng đồng thời kinh hô ai ai cũng đều biết nói vào trạng vạng trương dương đã đáp ứng khiêu chiến của cao thủ hai nước nhật hàn thế nhưng trạng thái của hắn hiện tại có thể kiên trì được không? Cha Vi nói, tôi thấy trạng thái hiện tại của anh bây giờ không tốt, có phải hẳn là nên suy nghĩ đổi ngày tỉ thí với bọn họ không? Trương Dương nói, nếu như đổi ngày, sẽ bị cái đám người ngoại quốc khinh thường, trạng thái có thể điều chỉnh, còn mấy giờ để tôi nghỉ ngơi, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Vô luận là cha Vi vẫn cố dưỡng dưỡng đều biết Trương Dương chỉ cần làm ra quyết định, đơn giản sẽ không thay đổi, cho dù có khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nhưng mà hai người cũng không biết Trương Dương bị súng bắn, nếu như biết chuyện này, vô luận như thế nào cũng đều phản đối Trương Dương xuất chiến. Bọn họ dừng lại ăn một chút trên đường, Trương Dương kêu Giang Quang Á trực tiếp lái xe đến Tiến Khấu Trường Thành. Tiến Khấu Trường Thành ở Tây Bắc huyện Hoài Nhu Kinh Thành, hương cảnh trong núi thay đổi vô cùng, ngọn núi cao và hiểm trở, làm cho đoạn đường đến Tiến Khấu Trường Thành cũng có vẻ hùng kỳ hiểm yếu. Người ở Tiến Khấu Trường Thành chỉnh sửa đoạn Trường Thành bắt ngang qua khu vực này, hình thành giống như một mãn cung khấu tiến vậy. Bọn họ đến chỗ này sớm một tiếng rưỡi đồng hồ, ô tô không cách nào trực tiếp đến vào bên trong, phải trải qua một phen leo lên, sắc mặt vốn tái nhợt của Trương Dương chợt nổi lên một tia hồng ý, khí tức của hắn lập tức dâng lên. Cố dưỡng dưỡng vẫn đều lưu ý đến tình trạng của Trương Dương, cảm thấy được khí tức thở gấp của Trương Dương, cố dưỡng dưỡng không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại, cô tu tập võ công cũng đã lâu, kiến thức phương diện võ công cũng càng ngày càng tăng, người bình thường trải qua bôn ba xa như vậy hô hấp gấp khẳng định là điều khó tránh khỏi nhưng trương dương rất không bình thường võ công của trương dương lợi hại như thế dưới tình huống bình thường đoạn dốc này không có khả năng tạo thành bất luận cái ảnh hưởng gì đối với hắn thế nhưng từ hô hấp của trương dương mà xem trạng thái thân thể hắn không tốt cố dưỡng dưỡng lặng lẽ đi tới bên cạnh trương dương nói anh có phải có chuyện gì hay không trương dương lắc đầu cười nói đừng lo lắng anh làm gì yếu đuối như vậy Cha Vi nói, hình như chẳng có người nào đến sớm giống chúng ta. Trương Dương nói, trước khi quyết chiến, đầu tiên phải tìm hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh, tôi lần đầu tiên tiến khấu trường thành mà. Hắn chậm rãi đi tới phía trước, đi tới dọc theo bậc thang, đi vài bước, bỗng nhiên nhảy lên không, chân trái đạp lên trên tường một chút, mượn lực bắn ngược mặt tường, thân thể đột nhiên hướng bên phải, vững vàng rơi vào phần trên của tường thành. Mọi người đều nhìn hắn, dáng người mạnh mẽ của Trương Dương đã tăng cường lòng tin của bọn họ không ít, nhưng mà bọn hắn lại không biết, Trương Dương hoàn thành cái động tác nhỏ này lại tác động vết thương của vai phải, đau đớn khiến cho cái chán của hắn lần thứ hai toát ra mồ hôi lạnh, Trương Dương đi tới bờ tường thành ngồi xuống, hắn lớn tiếng nói, không cần theo tôi đến đây, tôi điều tức một chút. Giang Quang Á lần đầu tiên thấy Trương Dương công khai hiển lộ võ công của hắn, tràn ngập hâm mộ nhìn bóng lưng của Trương Dương, hắn trong lúc vô ý nhìn đến cố dưỡng dưỡng và cha vi, ánh mắt hai người đều chăm chú nhìn vào trên người của Trương Dương, đồng dạng si mê, đồng dạng ái mộ, Giang Quang Á không khỏi thầm than đồng nghiệp không đồng mệnh, Trương Dương xác thực có một mặt hấp dẫn con gái. Trương Dương lựa chọn giữa cự ly với bọn họ, một là vì điều tức, hai là vì tránh cho bọn họ phát hiện trên người mình có thương thích. Cố dưỡng dưỡng tu luyện võ công cũng không phải rất lâu, nhưng có thể từ hô hấp của hắn phát hiện tình huống khác thường trong thân thể hắn, như thế này thì chờ đám người nhân sĩ võ lâm như vũ thương hải đến, thương thế trên người của mình sợ rằng càng không giấu được con mắt của bọn họ. Trương Dương khoanh chân ngồi ở trên chỗ cao, từ độ lớn của góc quan sát của hắn, tư thế hào hùng phía dưới của trường thành đều thu hết vào mắt, đoạn này là nơi hiểm trở nhất kinh thành, cũng hùng kỳ nhất của trường thành, tự nhiên lại bị phong hóa nghiêm trọng, không có bất luận kẻ nào ra công làm mơi, kéo dài vài cây số nữa, đã thể hiện đầy đủ trường thành của kinh thành, hiểm, kỳ, đặc, tuyệt, cũng là tối có thể lãnh ngộ được ý tứ cổ xưa của Trường Thành. Gió núi thổi tới trước mặt, Trương Dương bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thời gian từ đây đến lúc quyết đấu với cao thủ hai nước Nhật Hàn đã không nhiều lắm, hắn phải lợi dụng khoảng thời gian có hạn này, mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, trận này nhất định phải giành chiến thắng. Trương Dương xua tan tạp niệm trong đầu, trong óc rốt cuộc tiến nhập một khoảng không minh, nội tức từ đan điền bốc lên, theo kinh mạch đi khắp toàn thân, tốc độ vận hành của khí thức càng lúc càng nhanh mặt của trương dương cũng trở nên càng ngày càng hồng đau đớn của đầu vai cũng dần dần biến mất cố dưỡng dưỡng nhìn trương dương ngồi ở chỗ cao giống pho tượng vẫn không nhúc nhích trong lòng không khỏi có chút lo lắng cô ấy nhẹ giọng nói không biết vì sao em cuối cùng luôn cảm thấy rằng ngày hôm nay có chút không đúng cha vi nói hẳn là không có việc gì đâu em không thấy được vừa rồi hắn giống như con khỉ nhảy nhót lung tung sao bên kia là vực sâu vạn trượng đừng nói là kêu chị đi bộ trên đó, chị nhìn thôi cũng đã muốn hôn mê rồi. Giang Quang Á nói, yên tâm đi, Trương Dương khẳng định không có việc gì, hiện tại anh ấy đang chuẩn bị, chúng ta cũng đừng làm phiền anh ấy. chương 694, Cổ Trường Thành, Trân Hán Tử, 3 lúc ba người nói. Sử thương hải của bát quái môn và vài tên tai to mặt lớn của Hiệp hội Võ Thuật Kinh Thành cũng đã tới, trong bản môn sử thương hải, chỉ dẫn tới con ông sử anh hào và đồ đệ lương liên hợp, Lương Liên Hợp thấy Trương Dương trên chỗ cao, nhịn không được nói, hắn làm cái gì vậy? Sử Thương Hải nói, hắn đang chuẩn bị, chúng ta không nên quấy rối hắn. Dưới chân núi lại có một đám người bắt đầu leo lên. Cái đoàn người này là diễn viên khác của ngày hôm nay, phương diện Hàn Quốc sư thúc của Nhâm Sương Nguyên Lý Đạo Tể mang theo hai gã đệ tử đến đây, bên Nhật Phục Bộ Nhất Diệp cũng mang theo Thôn Thượng Nhẫn và Đằng Nguyên Tôn Tự hai gã ái đổ đến đây. Công ty Kinh Bắc cũng tới không ít người, Mã Vĩnh Cương đến đây biểu tình hắn có vẻ có chút xấu hổ, lại nói tiếp chuyện này cũng có quan hệ tương đối lớn với hắn. Nếu như không phải hắn tìm Nhâm Sương Nguyên và thôn thượng nhẫn đi trợ uy, cũng sẽ không đem chuyện thành loại tình trạng này. Tuy rằng nguyên nhân gây ra lần khiêu chiến này tất cả đều là bởi vì tiêu oán, nhưng Mã Vĩnh Cương cũng có chút mất mặt trước mặt đồng bào, hắn thậm chí cảm thấy người xung quanh nhìn hắn bằng con mắt kỳ quái, tám chín phần là đem hắn trở thành hán gian. Trung Tân dân không đến đại khái là lắng trận tỷ thí hôm nay vô luận ai thua ai thắng thì mặt hắn cũng rất khó coi, mấy cao thủ Nhật Hàn đều là hắn khách mời tới, nếu như là lén luận bàn thì cũng không có gì, hắn không ngờ rằng chuyện này lại ồn ào như vậy, tai to mặt lớn của giới võ thuật kinh thành đều đã biết, một khi luận võ bị bịt kín bởi chủ nghĩa yêu nước, trận quyết đấu này liền trở nên phức tạp. Lý đạo tể và phục bộ nhất diệp liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cùng nhìn phía Trương Dương ngồi ở chỗ cao. Thôn thượng nhấn tiến đến sư phụ phục bộ nhất diệp, chỉ vào bóng lưng của Trương Dương nói, sư phụ. Chính là hắn, thằng nhãi này ngày hôm qua bị Trương Dương đánh cho mấy cái bà tai, hận không thể tìm đau mổ bụng tự sát. Sĩ khả sát bất khả nhục, ngày hôm nay là mời sư phụ tới chút giận cho hắn. Phục bộ nhất diệp nhìn Trương Dương, nhãn thần có vẻ vô cùng phức tạp. Lý đạo tể và phục bộ nhất diệp giữa cũng không có giao tình gì, bọn họ đều là vì đấu đối kháng Nhật Hàn mới đi tới Kinh Thành không ngờ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai gã đệ tử của phục bộ nhất diệp bị đánh, nhưng mà cũng may không bị thương nặng, lý đạo tể bên kia tổn thất quá nặng, sư điệt của lão ta nhâm xương nguyên đùi phải bị trương dương đánh cho gãy nát, phương diện võ công nhâm xương nguyên chỉ có thể nói là tiêu chuẩn bình thường, thế nhưng người này rất sẽ làm việc. Thâm đắc kim đấu la của niềm vui, lý đạo tể thân là nhâm xương nguyên sư thúc, nói thế nào cũng phải xuất đầu vì hắn, đòi lại cái công đạo này cùng chung mục đích rất dễ làm việc cùng nhau, cao thủ Nhật Hàn song phương hiện nay có một người kẻ địch chung, cũng chính là Trương Dương. Mã Vĩnh Cương thấy mấy tai to mặt lớn của giới võ thuật kinh thành đều tới, cuống quyết đi qua chào hỏi, nhưng hắn đi qua mới phát hiện đa số mọi người nhìn hắn bằng con mắt rất kỳ quái, Mã Vĩnh Cương cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn kiên trì bắt chuyện, đi tới trước mặt Sử Thương Hải, hắn cung kính nói, xin chào Sử lão gia tử. Sử Thương Hải thở dài nói, tên nhóc người sao có thể mang theo người ngoài đối phó người một nhà. Mã Vĩnh Cương cũng sắp ướt ức chết, vẻ mặt của hắn đau khổ nói với Sử Thương Hải, Sử Lão gia tử, ngày hôm nay chỉ là một hồi luận bàn, không phải vì quốc gia vinh dự gì. Các người làm quá long trọng. Sử Thương Hải nói, lời ấy sai rồi, người cảm thấy nếu một luận võ luận bàn, nhưng người khác chưa chắc đã cho là như thế, nếu như Trương Dương thắng thì không sao, nếu như hắn thất bại người khác sẽ nói công phu Trung Quốc chúng ta kém hơn công phu Nhật Bản, công phu Hàn Quốc. Mã Vĩnh Cương chưa từng nghĩ tới nhiều như vậy, hắn gãi gãi cái ót nói, sử lão gia tử, có nghiêm trọng như thế không? Lúc trước chúng ta chuẩn bị đấu đối kháng Nhật Hàn ba quốc, đều chỉ là vì tăng tiến giao lưu văn hóa đây đó, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Sử Thương Hải không nói chuyện, tào tam pháo bên cạnh ông nhìn không được ồn ào nói, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị cái thí, lúc thế vận hội Olympic bọn chúng tranh lấy huy chương của tôi sao không thấy chúng tự động đem huy chương ra trả lại chứ mã vĩnh cương nói tôi cũng không nói thắng thua không quan trọng tôi chỉ là cảm thấy sự tình hôm nay không liên quan đến vinh dự quốc gia thôi mà lương liên hợp một bên nhìn thẳng hướng hắn không chớp mắt ngày hôm nay người đến đây đều là tai to mặt lớn của giới võ thuật kinh thành cũng đều là một vài lão già tư duy quan niệm của bọn họ khẳng định không theo kịp thời đại theo bọn họ thấy thi đấu ngày hôm nay đã bịt kín bởi màu sắc của vinh dự quốc gia, cái gì mà hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị tất cả đều là vô nghĩa. Suy nghĩ của Mã Vĩnh Cương tuy rằng không linh hoạt như vậy, thế nhưng hắn cũng không ngu, hắn đương nhiên hiểu đối mặt với cái đám nhân vật võ lâm có quan niệm bảo thủ của thế hệ trước nói cũng không rõ đạo lý gì, hắn lặng lẽ lưu ra, nếu người khác cũng không thèm nhìn hắn, hắn tìm một chỗ thật thành ngồi xuống cho rồi. Lương Liên Hợp đi tới bên cạnh Mã Vĩnh Cương, rất đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn mã vĩnh cương lấy ra một gói thuốc rút ra một điếu đưa cho lương liên hợp hai người tìm một chỗ tránh gió đem châm điếu thuốc lá mã vĩnh cương nói cục trưởng lương cái lão tiền bối này đều coi tôi là hán gian lương liên hợp nghe hắn nói như vậy nhịn không được nở nụ cười không nghiêm trọng như vậy nhưng mà cái cao thủ nhật hàn này đích thật là cậu đưa tới giới võ thuật kinh thành sản sinh tâm tư cùng chung mối thủ cũng rất bình thường mã vĩnh cương nói tôi hiện tại ước gì trương dương có thể thắng nếu như hắn thất bại tôi liền thành hán gian người người thù ghét thành tội nhân thiên cổ lương liên hợp nói trung tân dân sao không tới mã vĩnh cương nói trung tổng có đầu óc gì ông ta khẳng định biết đi tới sẽ đối mặt với trường hợp như vậy cho nên đem cơ hội làm hán gian nhường cho tôi lương liên hợp nở nụ cười ha ha gã hút một hơi thuốc nói yên tâm bằng võ công của trương dương đối phó những người này không nói chơi mã vĩnh cương tại điểm này cũng đã có nhận thức từ sau khi nhìn thấy qua võ công của Trương Dương. Hắn rốt cuộc đã yên lòng, vũ lực của thằng nhãi này hoàn toàn là cấp biến thái. Khi tất cả mọi người nghị luận bên dưới, Trương Đại Quan Nhân vẫn đang khoanh chân ngồi ở chỗ kia tĩnh tâm điều tức, một tia thấm lạnh rơi vào trên mặt của hắn. Mí mắt của Trương Dương giật giật, hắn chậm rãi mở đôi mắt ra, đang lúc hoàng hôn, trời u ám, thoạt nhìn màn đêm đánh đến nơi, không trung đã có mưa bụi li ti, khí trời như vậy tràn ngập mùi vị thê lương, Trương Dương chậm rãi đứng lên, chắp tay đứng ở trên bục cao. Thân ảnh của hắn oai hùng cao ngất, giống một pho tượng còn sót lại trên tường thành vậy. Chương 695, Cổ Trường Thành, Chân Hán Tử 4. Cha Vi nhìn Trương Dương, nhẹ giọng cười nói, chỉ biết làm mấy trò lừa gạt, hắn thật sự đem mình trở thành người phát ngôn của giải phóng quân rồi sao? Giang Quang Á nhìn về phía trước, không phải như vậy đâu, Trương Dương mặc một thân quân trang, đứng ở nơi đó rất có hình tượng của một quân nhân Trung Quốc, Giang Quang Á cầm lấy camera, quay phim chụp hình thằng nhãi này một chút, tư thế bây giờ của hắn rất là ngầu, không để lại một ảnh thật sự quá lãng phí. Cha Vi nói, thật muốn lôi hắn xuống quá, tôi đứng trên đó còn không được chụp hình. Vị trí tốt đều bị hắn chiếm hết. Giang Quang Á nói, lát nữa em sẽ đỡ chị lên, nhưng đầu tiên là chị đừng nhìn xuống. Cha Vi hít một ngụm khí lạnh, lắc đầu nói, thôi bỏ đi, tôi cũng không có lá gan lớn như vậy. Dựa theo suy nghĩ của sử thương hải bọn họ, trước đó còn muốn công chứng một chút, bọn họ chuẩn bị một phần văn kiện sẵn rồi, trong lúc giao đấu rất có thể xuất hiện nguy hiểm và ngoài ý muốn, cái này cần làm rõ một chút, nhưng lúc lương liên hợp đưa cho lý đạo tể và phục bộ nhất diệp ký tên. Hai người đã cự tuyệt không chút do dự. Trương Dương đứng ở trên cục cao, cất cao giọng nói, hai người các người ai tới trước. Nếu không thì cùng lên đi, tôi không có thời gian, khẩu khí và vị trí của thằng nhãi này đều là như nhau, trên cao nhìn xuống. Lý đạo tể nhìn hướng phục bộ nhất diệp, phục bộ nhất diệp không có ý tứ di chuyển bước chân, lý đạo tể gật đầu. Ông ta chậm rãi bước ra một bước. Tào tam pháo nói, cao ly bổng tử muốn lên trước. Sử thương hải cười khinh miệt nói, bọn họ hai người cùng lên cũng sẽ không phải đối thủ của Trương Dương. Sử thương hải nói những lời này là thành lập trên cơ sở có lòng tin tuyệt đối đối với Trương Dương, ông cũng không có kiến thức qua công phu của lý đạo tể và phục bộ nhất diệp thế nhưng trong lòng sử thương hải rất coi thường công phu hàn quốc và nhật bản ông cho rằng võ học trung hoa mới là chính thống tuy rằng ông không hài lòng đối với tình trạng hiện tại của võ học trung hoa thế nhưng ông cho rằng chứng không thể nào khôn hơn vịt cho dù công phu trung hoa khó có thể tái hiện vinh quang đã đi qua nhưng hai nước nhật hàn vẫn không thể nào so sánh được cả lý đạo tể dọc bước đi theo cầu thang sứt mẻ về phía trước trương dương thì đứng ở trên bục cao mỉm cười nhìn lý đạo tể trên vai lý đạo tể vác theo một thanh kiếm tre trong kiếm thuật ông ta cũng có tu vi rất cao trương dương thông qua khoảng thời gian này tu trình trạng thái thân thể đã khôi phục không ít tuy rằng vết thương trên vai vẫn chưa lành thế nhưng hắn tin tưởng đối phó lý đạo tể và phục bộ nhất diệp vẫn dư giả lý đạo tể từ khi bước ra ánh mắt của ông ta thủy trung không có rời khỏi người trương dương trương dương cười tủm tỉm nhìn ông vươn tay trái, làm một động tác ngoác với ông ta, cái động tác khẽ này tràn ngập tính khiêu khích. Lý đạo tể hét lên một tiếng, kiếm tre trong tay đập mạnh xuống nền đá, thân thể đột nhiên từ mặt đất bay lên, giống như chim to đáp vào trên bục cao, ông và Trương Dương cách nhau khoảng chừng 5 mét. Hai hàng lông mi của sử thương hải chăm chú nhân lại, từ thân pháp của lý đạo tể mà xem, võ công của thằng nhãi này mặc dù ở Trung Quốc cũng có thể tiến nhập vào cảnh giới cao thủ nhất lưu. Lý đạo tể đứng trên bục cao, Ánh mắt nhìn thẳng Trương Dương. Trên mặt của Trương Dương vẫn mỉm cười như trước, thế nhưng cái này không có nghĩa là hắn khinh địch, từ hành động lý đạo tể nhảy lên đáp vào bục cao, động tác nhẹ nhàng lưu loát, không hề cứng nhắc, gió núi phần phật, đứng ở trên bục cao này, một bên là vực sâu trăm trượng, cái này đối với bất luận kẻ nào cũng là một loại khảo nghiệm tâm lý, nếu như không có tố chất tâm lý siêu cường, chỉ cần là đứng ở chỗ này thôi cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, càng không cần phải nói triển khai quyết đấu trên tường thành. Lý đạo tể bất ngờ lui về sau một bước. Trương Dương toát ra ánh mắt thưởng thức, Lý đạo tể cũng không phải là lui thật, mà là lấy lui làm tiến, lui lại một bước là vì tìm kiếm vị trí công kích có điều kiện tốt nhất. Cái này mới là cao thủ chân chính, trong nháy mắt tiến hành lý giải vị trí và hoàn cảnh của mình, lại phán đoán ra vị trí có điều kiện tốt nhất để bản thân phát động tiến công. Người khác nhau, lựa chọn đương nhiên khác nhau, Lý đạo tể lựa chọn chính là chỗ có lợi nhất đối với ông, sau khi ông ta lui về sau đó lại bước nhanh một bước về phía trước, cước bộ của ông càng lúc càng nhanh, xa xa nhìn lại, dường như con chim diều hâu phá tan bầu trời minh mông, phá tan mưa bụi tinh mịn, lao đến hướng trương dương. Ông tính toán chính xác mỗi một bước chân của mình, cố gắng làm cho thân thể tới đạt được trạng thái và điều kiện tốt nhất khi đến trước trương dương, có thể ngưng tụ toàn lực, dùng lực lượng tối cao hoàn thành lần công kích đầu tiên. Kiếm tre không có vỏ, khi lý đạo tể bước ra bước thứ ba. Kiếm tre nâng cao lên, Cùng lúc đó, Lý Đạo Tể bộc phát ra một tiếng giống to chấn triệt thiên địa, một tiếng giống to không chỉ có là vì trợ thanh uy, mà tiếng giống to này khiến cho mỗi một bộ phận trong cơ thể của ông đều được điều động đầy đủ, khiến cho máu của ông sôi trào, khiến cho lực lượng của ông tập trung vào trong mỗi một tế bào, thanh quang chấp động, bổ xuống mưa bụi tinh mịn, kiếm khí lạnh thấu xương phá không, phát sinh tiếng hô khóc bén nhọn. Sắc mặt của sử thương hải bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, Sinh hoạt dưới hào quang của Kim Đấu là mềm Lý Đạo Tể cũng không có danh tiếng quá lớn, thế nhưng võ công của ông ta thật sự không thể khinh thường. Trương Dương ngay khi Lý Đạo Tể xuất kiếm, cũng làm ra một động tác lui về sau giống như Lý Đạo Tể lúc đầu, sĩ khí địch quân rất mạnh. Nếu như là bình thường, Trương Đại Quan Nhân có thể sẽ dùng nội lực bá đạo vô cùng chống lại đối phương, thế nhưng hiện tại hắn dù sao cũng đang bị thương. Áp dụng phương pháp cứng đối cứng là không sáng suốt, Trương Dương lùi lại một bước này là cực kỳ then chốt. Lý Đạo Tể lúc đầu lui về phía sau, là vì muốn chọn lựa cự lý có lợi đối với mình, khi bảo đảm đánh tới trước mặt Trương Dương lực công kích của ông có thể đạt được cực mạnh. Trương Dương lui lại một bước để thay đổi khoảng cách giữa hai bên, lần công kích này của Lý Đạo Tể tất nhiên sẽ vì cái sự thay đổi này mà giảm đi uy lực. Bước chân của Lý Đạo Tể trong lúc công kích đã làm ra điều chỉnh kỳ diệu, kiếm tre trong tay đang từ thế bổ xuống bỗng nhiên đổi thành chém tới, lực chém còn lớn hơn lực lượng cần ám sát, kiếm pháp của Lý Đạo Tể biến hóa cực nhanh. Trương Dương sau khi lui, cũng không có lựa chọn tiếp tục trốn tránh, mà là đưa tay chộp tới kiếm tre của Lý Đạo Tể. Lý Đạo Tể thầm nghĩ trong lòng, người cũng quá chủ quan, tuy rằng là kiếm tre, nhưng mà lực lượng của Lý Đạo Tể toàn bộ đã tập trung vào kiếm tre, kiếm phong có thể xé rách không khí, phát ra tiếng động như là độc xà vậy. Lý Đạo Tể hạ quyết tâm, một kiếm này không chém cho tay trái của Trương Dương xịt ra máu tươi thì không thể. Mắt thấy bàn tay của Trương Dương sẽ chạm đến kiếm tre, trưởng trái của hắn đột nhiên vỗ ra, tách ra kiếm phong, bốp. Một tiếng phát ra trên thân kiếm, trường thịt dã vào trên kiếm tre, phát ra tiếng vang cực lớn, giống có sét đánh nổ vang tại bên cạnh bọn họ. chương 696, Chữa Thương 1. Lý Đạo Tể chỉ cảm thấy thân kiếm kịch chấn, cánh tay bị chấn run lên, kiếm tre vừa tới, ông ứng biến cực lẹ, liên tục lùi lại hai bước, cái hai bước này là vì một lần nữa đứng vững căn cơ. hay là vì làm tan mất lực lượng trưởng đánh ra của Trương Dương, trường lực của Trương Dương từ kiếm tre truyền đến, chân khí huyết của Lý Đạo Tể bốc lên. Lý Đạo Tể lúc mới hiểu được, vì sao Nhâm Sương Nguyên không phải đối thủ của Trương Dương, một cước mà Trương Dương đá lên người, làm hại Nhâm Sương Nguyên gãy chân, thanh niên trước mắt này, thực lực quả nhiên là thâm sâu khó lường. Trương Dương một trưởng dùng 8 phần công lực, tuy rằng thành công đẩy lui đối thủ, hóa giải một kích toàn lực của đối phương, thế nhưng lần này xuất thủ đã động đến đầu vai bị thương của hắn, Trương Dương cũng cảm thấy một trận khí huyết dâng lên, hắn không dám tiếp tục tiến công, đứng thẳng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn Lý Đạo Tể. Thật ra hắn đang lợi dụng thời cơ để điều tức. Sắc trời càng ngày càng tối, màn đêm gần như bao phủ cả cổ Trường Thành. Sử Thương Hải bỗng nhiên phát hiện phục bộ Nhất Diệp biến mất. Sử Thương Hải ngẩn ra, vừa rồi lực chú ý của ông tất cả đều tập trung tại chiến trường, không lưu ý đến phục bộ Nhất Diệp rời đi bao giờ. Lý Đạo Tể đã bị biểu hiện vừa rồi của Trương Dương làm kinh hãi ở. Nguyên nhân chính là vì thế, Lý đạo tể không có nóng lòng phát động lần công kích thứ hai, lúc này mưa tựa hồ lớn hơn một ít, Lý đạo tể thấy một bóng người không rõ vô thanh vô tức xuất hiện phía sau Trương Dương. Phục Bộ Nhất Diệp, cao thủ đến từ Nhật Bản, khi tất cả mọi người không lưu ý đã lặng yên đi tới chiến cuộc. Lúc đầu Phục Bộ Nhất Diệp cũng không có muốn cùng Lý đạo tể liên thủ, thế nhưng nhìn Trương Dương ra tay, Phục Bộ Nhất Diệp lập tức thay đổi ý niệm trong đầu bằng võ công của ông đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của Trương Dương. Người vây xem thấy phục bộ nhất diệp cũng tham gia cuộc chiến, nhất thời tức giận bất bình, tào tam pháo hét lên, hai người đánh một người, không công bình, mẹ nó, quỷ Nhật Bản, không một thứ tốt. Sử thương hải nói, bọn họ cùng tiến lên cũng sẽ không phải là đối thủ của Trương Dương. Ông thấy vừa rồi Trương Dương chỉ cần thừa thắng xông lên là có thể một chiêu đánh bại Lý Đạo Tể, không biết Trương Dương vì sao lại thả. Sử thương hải không biết, vai phải của Trương Dương bị thương, thương thế khiến cho nội lực của hắn suy giảm lớn, không cách nào tùy tâm sở dục đem võ công phát huy đi ra. Mưa bụi càng ngày càng dày, hướng gió tựa hồ tại trong khoảng thời gian ngắn có thay đổi, gió núi hỗn loạn cùng mưa bụi hướng Trương Dương đánh tới, thân ảnh của phục bộ nhất diệp tại trong mưa trở nên vô cùng của mông lung, trong miệng của ông ta thấp giọng nhắc tới cái gì đó, ánh mắt của ông ta và Trương Dương tiếp xúc cùng một chỗ, Trương Dương chỉ cảm thấy đôi mắt của phục bộ nhất diệp sáng dị thường. Con mắt như vậy vốn không nên xuất hiện trên người ông ta, nhưng nhìn lại, cảm giác được ánh mắt của ông ta giống nước gợn biến ảo, khiến người ta không rõ ràng, ánh mắt của Phục Bộ Nhất Diệp có loại yêu dị của ma lực. Trương Đại Quan Nhân thầm kêu không ổn, thằng nhãi này sử dụng mê hồn pháp. Trương Dương muốn thoát khỏi ánh mắt của ông ta, nhưng cảm thấy ánh mắt của mình dường như bị niêm trệ trên người ông ta, không cách nào rời đi. Phục Bộ Nhất Diệp hai tay hợp lại, hạt mưa trong nháy mắt bắn nhanh hướng của Trương Dương. Mà vào lúc này, Lý Đạo Tể cũng bắt được cái cơ hội tốt ngàn năm có một, nhảy tới hai bước, kiếm che bổ về phía hậu tâm của Trương Dương. Sử Thương Hải nhìn ra tình thế không đúng, Trương Dương rơi vào giáp công của đối phương, khi đối phương khởi xướng công kích, Trương Dương tựa hồ vẫn không có làm ra phản ứng, Sử Thương Hải cấp thiết, phát sinh một tiếng giống to, đê tiện. Tiếng giống của Sử Thương Hải vang lên đúng lúc, khi Trương Dương vẫn rơi vào trong ánh mắt của phục bộ nhất diệp không thể tự thoát ra được, nghe được cái tiếng giống to của sử thương hải, trong óc bỗng nhiên thanh tỉnh lại, trong nháy mắt đã tỉnh táo rõ ràng, đem trương dương từ sát biên giới nguy hiểm kéo lại, hắn nghe được âm thanh đâm xuống của kiếm tre từ phía sau, kiếm tre cách hắn đã rất gần, trương dương trong lúc chỉ mảnh treo chuông, thân thể nghiêng ra hướng bên trái, cánh tay phải của hắn dơ lên. Kiếm tre từ nách dưới của hắn đâm vào không khí, mà năng lực ứng biến siêu cường của lý đạo tể lại biểu hiện ra, khi công kích thất bại, lập tức đổi hướng quét ngang, kiếm che đánh trúng của sườn phải Trương Dương, gần gũi như vậy, Trương Dương không cách nào tránh né thành công, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận một kích của Lý Đạo Tể, bốp. Một tiếng, kiếm che nện lên sườn phải của Trương Dương, bởi vì vai phải bị súng thương, sức chống cự thân thể phía bên phải của Trương Dương trở nên trống rỗng, trên dưới đau đớn, xương cốt như muốn nứt ra. Thân pháp của phục bộ nhất diệp cực nhanh, thân hình theo mưa gió trong nháy mắt đã tới trước mặt của Trương Dương, một quyền đánh đến hướng ngực của Trương Dương, Trương Dương nhịn đau sườn phải, hét lớn một tiếng, cánh tay phải thụ thương buộc chặt, đem kiếm che kẹp chặt nách dưới của mình, quyền trái vươn một chiêu thăng long vọng nguyệt, theo quyền của hắn ra, mưa bụi xung quanh theo động tác của hắn kéo dài thành một vũ đái trong suốt mông lung, xa xa nhìn lại, giống một hàng dài trong suốt xoay quanh thân thể hắn. Một quyền này đấm lên nắm tay của phục bộ nhất diệp. Trong hai mắt của phục bộ nhất diệp bỗng nhiên hiện ra biểu tình kinh khủng không gì sánh được, Tuy rằng nắm tay của ông trực tiếp va chạm với quyền trái của đối phương, thế nhưng chỗ chịu lực chân chính lại là khử tay, đầu vai, ông nghe được tiếng răng rắc, răng rắc liên tục giòn vang. Sau đó cánh tay phải của ông trong đau nhức đã bắt đầu mềm nhũn ra. Trương Dương hận ông dùng mê hồn thuật đối phó mình, nên một quyền này cũng không có dung nạp bất luận tình cảm gì, cánh tay phải của Phục Bộ Nhất Diệp dưới quyền lực oanh kích của Trương Dương đã có nhiều chỗ gãy xương, Phục Bộ Nhất Diệp vừa đau đớn, vừa sợ Quyền lực của đối phương thực sự quá lợi hại. Lý đạo tể hai tay cầm chuôi kiếm muốn rút kiếm che từ nách của Trương Dương ra, thế nhưng kiếm che bị Trương Dương kẹp chặt như mọc rễ vào người, mặc cho ông nỗ lực thế nào thì vẫn không cách nào di động. Trương Dương một quyền đánh phục bộ nhất diệp bị thương nặng, thế nhưng một quyền ngưng tụ toàn lực cũng khiến cho vết thương vai phải của hắn lần thứ hai vé máu, trong lòng Trương Dương hiểu mình cần phải tốc chiến tốc thắng. Lý đạo tể không cách nào rút kiếm che ra bỏ luôn kiếm tre, xong quyền công tới hướng hậu tâm của Trương Dương. Thân thể Trương Dương vọt tới trước, khi phục bộ nhất diệp còn chưa có hồi phục lại từ trong đau đớn, trong nháy mắt vọt tới trước mặt của ông ta, quyền trái đánh tại ngực phục bộ nhất diệp, phục bộ nhất diệp kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không cách nào giữ cân đối, từ trên bục cao rơi xuống phía dưới, ngã sắp xuống cầu thang trường thành, xong quyền của Lý Đạo Tể một lần nữa thất bại. Chương 697, chữa thương. 2. Trương Dương tay trái nắm lấy đầu kiếm tre, thân thể làm trụ, cấp tốc xoay tròn, chuôi kiếm cuồn cuộn nổi lên báo táp vô cùng bá đạo, quét ngang đầu Lý Đạo Tể. Lý Đạo Tể rõ ràng thấy Trương Dương ra tay, ông cũng làm ra động tác tránh né, thế nhưng không cách nào né tránh công kích của Trương Dương. Mắt mở to nhìn kiếm kia sắp chạm tới gần mặt của ông, trận gió mạnh mẽ bá đạo khiến cho Lý Đạo Tể không cách nào Dương đôi mắt lên, ở sâu trong nội tâm ông hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng, tuy rằng là kiếm tre. Tuy rằng đánh ông là chuôi kiếm, thế nhưng lý đạo tể từ trận gió cuồn cuộn của kiếm tre cũng đã ý thức được, kiếm tre này có lực lượng có thể chém đứt cả núi đá. Hai mắt của lý đạo tể toát ra vẻ tuyệt vọng, lần đầu tiên ông cảm thấy được mình gần với cái chết như vậy. May mắn chính là, Trương Dương thấy được nhãn thần tuyệt vọng của lý đạo tể, Trương Đại Quan Nhân cũng không muốn đẩy ông ta vào chỗ chết, khi kiếm tre còn cách đầu của lý đạo tể khoảng nửa tấc thì dừng lại. Trận gió cuồn cuộn nổi lên khiến cho da của Lý Đạo Tể sinh ra cảm giác đau như bị dao cắt, Lý đạo tể thấy trận gió của chuôi kiếm che bỗng nhiên dừng lại, phiêu tán theo gió tại trước mặt ông. Trương Dương lạnh lùng nhìn Lý đạo tể, vươn ngón trò tay trái nhẹ nhàng giật giật, ý nói cho Lý đạo tể rằng ông không phải đối thủ. Lý đạo tể ủ rũ cúi đầu. Phục bộ nhất diệp từ trên cao sắp xuống thềm đá của cổ trường thành thềm đá lúc này đã đau đến nỗi ngất luôn. Người xung quanh thấy tình cảnh trước mắt đồng thời phát ra tiếng hoan hô. xử Thương Hải lộ ra vẻ mỉm cười. Ông hướng Tào Tam Pháo nói, tôi đã sớm nói, tên nhóc này sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Khi Trương Dương đi qua phục bộ Nhất Diệp, cũng không nhìn phục bộ Nhất Diệp một cái, phục bộ Nhất Diệp dùng mê hồn thuật loại thủ đoạn hạng 3 này đối phó mình, cho dù phế bỏ một cái cánh tay của ông ta cũng không quá đáng. Phục bộ Nhất Diệp nhìn oán độc tràn ngập trong ánh mắt của Trương Dương, hai gã đệ tử chạy đến đây nâng ông ta lên, lớn tiếng nói, mau tới hỗ trợ. Hiện trường có bác sĩ theo đến đây người này nhanh chóng chạy đến kiểm tra thương thế cho phục bộ nhất diệp. Cố dưỡng dưỡng và cha vi đi tới bên cạnh của Trương Dương, hai người thấy Trương Dương đắc thắng, tất cả đều vui mừng, cha vi nói Trương Dương, đánh không tồi. Cố dưỡng dưỡng đôi mắt đẹp chiếu sáng nói, anh rể, đánh hay lắm. Lương Liên Hợp đã đi tới, cười vươn tay vỗ một cái lên đầu vai của Trương Dương, nhưng vô tình đánh vào vai phải bị thương của Trương Dương, Trương Dương đau đến sắc mặt thay đổi, Lương Liên Hợp thấy vẻ mặt đau đớn của hắn bỗng nhiên ngẩn ra, thân thiết nói cậu không sao chứ. Trương Dương cười lắc đầu, nhưng mà hắn có thể cảm giác được vết thương của vai phải lại nứt ra rồi, hắn cần phải điều chỉnh một chút. Lúc này Sử Thương Hải cũng đến đây chúc mừng hắn, nhãn lực của Sử Thương Hải còn muốn lợi hại hơn những người khác rất nhiều, liếc mắt đã nhìn ra trạng thái hiện tại của Trương Dương không đúng, ông đang muốn nói ra. Trương Dương liền nói, Sử Lão Gia Tử, tôi có chuyện tìm ngài hắn dùng cánh tay trái ôm lấy sử thương hải dùng truyền âm nhập mật nói lão gia tử tôi bị thương không muốn nói cho những người khác giúp tôi thoát thân rời đi trước sử thương hải nghe được thấp giọng nói trương dương đêm nay theo tôi quay về bát quái môn cha vi và cố dưỡng dưỡng bọn họ đang chuẩn bị trợ giúp trương dương chúc mừng vừa nghe sử thương hải muốn dẫn trương dương quay về bát quái môn đều cảm thấy kỳ quái sử thương hải nói tôi lo lắng ngày hôm nay đám người nhật bản và người hàn quốc thua không phục Gây bất lợi đối với Trương Dương Còn nữa, lần luận võ này tuy rằng kết thúc Nhưng thật sự có chút chuyện còn cần xử lý Lão gia tử giải thích không chê vào đâu được Trương Dương kêu cha vì bọn họ đi về trước đi Còn mình thì lên trên xe của Sử Thương Hải Người lái xe chính là con trai của Sử Thương Hải Sử Anh Hào Khi ô tô khởi động, Sử Thương Hải mới nói Bị thương ở đâu? Để cho tôi xem thương thế của cậu Trương Dương lắc đầu nói Không sao ngày hôm nay trước khi đến đây tôi đã bị thương, sử lão gia tử, tôi không muốn người khác biết chuyện này. Sử thương hải còn tưởng rằng hắn bị thương khi giao thủ với phục bộ nhất diệp, lý đạo tể, thở dài nói, đám người Nhật Bản tựa hồ có chút thủ đoạn. Trương Dương nói, ông ta dùng mê hồn thuật, thủ đoạn có chút ti tiện. Sử thương hải nói, đi đến chỗ tôi điều dưỡng. Trương Dương xin miễn ý tốt của Sử Thương Hải, hắn kêu Sử Anh Hào đưa hắn chỗ ở Cũ Hương Sơn của Thiên Trì Tiên Sinh lần này đi tới Kinh Thành, Trương Dương vẫn đều muốn đến chỗ ở cũ của Thiên Chỉ Tiên Sinh nghỉ ngơi vài ngày, thế nhưng bởi vì sự vụ theo nhau mà đến, từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội, cha con sử thương Hải đưa hắn đến nơi đây đã là buổi tối 9 giờ, Trương Dương đẩy cửa xuống xe, sử thương Hải nói, cậu không sao chứ? Trương Dương cười nói, yên tâm đi, chỉ là vết thương nhẹ, điều chỉnh thích hợp một chút sẽ không có việc gì. Sử thương Hải gật đầu, nhìn Trương Dương đi vào nhà cửa, Sử Anh Hào thấp giọng nói, ba, hắn hình như bị thương. Sử Thương Hải nói, võ công của Trương Dương thâm sâu khó lường, xem võ học chi đạo, không chỉ có cần nhờ nỗ lực, mà còn cần nhờ thiên phú, bát quái môn chúng ta không cách nào xuất hiện nhân tài như vậy. Lúc gần đi tới trước cửa, điện thoại di động của Trương Dương vang lên, cũng cố dưỡng dưỡng gọi điện thoại tới, cô ấy và cha Vi, Giang Quang Á cùng một chỗ. Đối với Trương Dương đột nhiên lựa chọn cùng nhau rời đi với Sử Thương Hải đều cảm thấy không giải thích được, cho nên đề cử cô ấy gọi điện thoại đến ân cần thăm hỏi, cố dưỡng dưỡng nói, anh rể, anh có sao không? Trương Dương cười ha hả nói, sao tất cả mọi người luôn ngóng trông anh có chuyện vậy? Cố dưỡng dưỡng nhỏ giọng nói, không phải ý này, là mọi người quan tâm anh. Nói xong câu đó khi, cô lại bổ sung nói, em cũng lo anh có việc. Trương Dương cười nói, yên tâm, anh không có việc gì, chỉ là tham khảo một ít vấn đề võ với sử lão gia tử, ngày mai anh gọi điện thoại cho em. Cố dưỡng dưỡng ừ một tiếng, sau đó nói tất cả mọi người muốn chúc mừng anh. Trương Dương ngẩng đầu, lúc này mưa đêm vẫn còn rơi, hắn nhẹ giọng nói đợi ngày mai đi. Trương Dương cúp điện thoại, tiếp tục đi đến hướng cửa lớn, hắn bỗng nhiên ý thức được ở sâu trong nội tâm của mình đang mong muốn cái gì. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Trần Tuyết mặc áo gió màu nâu, bên trong mặc áo lông dê màu đỏ, xuất hiện trước mặt của Trương Dương, vẫn giống như trước, trong đôi mắt đẹp của cô không có kinh ngạc, Giống như cô ấy từ lâu đã biết Trương Dương đến. Trương Dương lộ ra một nụ cười hiểu ý, hắn chuyện mong muốn quả nhiên xuất hiện, đi vào Hương Sơn, hắn mong muốn gặp Trần Tuyết ở chỗ này, tất cả quả nhiên đúng vậy. Trương Dương nói, cô biết tôi sẽ đến. Trần Tuyết lắc đầu. Trương Dương lại nói, tôi biết cô ở chỗ này. Trần Tuyết nhẹ nhàng à một tiếng, thái độ của cô vẫn ôn hòa, đối đãi Trương Dương với một người bình thủy tương phùng không có bất luận khác nhau khi Trương Dương bởi vì cố dài đồng rời đi mà đau xót gần chết, một mình đến núi Thanh Thai buồn bã đau khổ, trùng hợp gặp Trần Tuyết, từ khi đó, Trương Dương biết Trần Tuyết tuy rằng biểu hiện ra lạnh lùng, thế nhưng trong lòng của cô vẫn quan tâm đến mình. chương 698, Chữa Thương 3. Trần Tuyết dẫn Trương Dương vào nhà, sau đó đóng cửa lớn lại, nương theo ngọn đèn, Trần Tuyết thấy được đầu vai Trương Dương chảy ra một chút máu, nhẹ giọng nói anh lại bị thương. Trương Dương gật đầu, trần tuyết thở dài ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều bên trong tràn ngập chiều mến giống như nhìn một đứa nhỏ bị thương trương dương thích ánh mắt của cô ấy lúc này nội tâm ấm áp vì được ánh mắt toát ra một chút chiều mến của trần tuyết nhìn trần tuyết mang theo hắn đi tới trong phòng giúp trương dương cởi áo khoác phát hiện bên trong là quân phục đầu vai bị máu tươi làm sũng nước trần tuyết tuy rằng không nói gì nhưng mà cảm thấy một trận đau lòng cô rõ ràng nhận ra rằng mình đã càng ngày càng quan tâm trương dương trần tuyết nói rốt cục là xảy ra chuyện gì tại trước mặt trần tuyết trương dương không muốn giấu giếm cái gì hắn cười cười nói bị người lừa tới vùng cấm quân sự có người bắn tôi một phát ngữ khí của hắn tuy rằng dễ dàng thế nhưng trần tuyết có thể tưởng tượng mạo hiểm ngay lúc đó trần tuyết kêu trương dương ngồi xuống ghế nhẹ giọng nói để cho tôi xem vết thương của anh trương dương nói nếu như tôi nhớ không lầm trong bàn học của Thiên Trì Tiên Sinh có của một ít kim san dược mà tôi đưa cho ông ta, lần trước lúc dọn đồ nó vẫn ở chỗ này. Trần Tuyết nói, tôi đem lại cho anh. Trương Dương nói, pha giúp bồn nước nóng, giúp tôi xử lý vết máu. Thằng nhãi này nói rất tự nhiên, quả thực không đem Trần Tuyết trở thành người ngoài. Trên thực tế Trần Tuyết cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, cô đến phòng sách, đem thứ Trương Dương cần ra, sau đó lại đi pha một bồn nước nóng máu tươi làm ướt cả áo sơ mi của Trương Dương, Trần Tuyết thấy vết máu trên người hắn, đôi mi thanh tú nhíu lại, phương tâm trong mơ hồ đau đớn, thế nhưng biểu tình của cô lại không có toát ra vẻ quan tâm, nhẹ giọng nói cần dùng kéo cắt bỏ cái áo của anh trước. Trương Dương nói, uổng bộ quân phục này của tôi quá. Trần Tuyết dùng kéo cắt áo sơ mi dính đầy máu ra, lúc ở quân doanh quân y đã từng xử lý vết thương của của Trương Dương, nhưng mà băng gạc cũng đã bị máu tươi làm ướt súng, mất đi tác dụng, Trần Tuyết cẩn thận mở băng gạc, dùng cồn khử trùng vết thương. Trương Đại quan nhân tuy rằng kiên cường, thế nhưng đau đớn do cồn kích thích vết thương khiến cho hắn nhịn không được hít sâu một hơi lạnh. Trần Tuyết biết hắn đau đớn, cố ý phân tán lực chú ý của hắn, nói: "Vì sao mỗi lần gặp chúng ta, không phải anh bị thương thì cũng là tôi bị thương?" Trương Dương run giọng, trên mặt cố gắng nặn ra một nụ cười nói: "Lúc trước, cô bị thương nhiều hơn một ít, nhưng hình như hiện tại đều là tôi bị thương. Trần Tuyết mở kim sang dược, đem chất màu xanh nhạt bôi lên vết thương của Trương Dương, Trương Dương thở phào nhẹ nhõm, kim sang dược chính hắn phối chế vô cùng linh nghiệp, không chỉ có thể sinh cơ hồi phục, mà giảm đau cũng rất kỳ hiệu, vết thương được kim sang dược bôi lên, nhanh chóng cảm giác tê tê, đau đớn vừa rồi giảm bớt rất nhiều. Trần Tuyết băng bó vết thương cho hắn xong, sau đó dùng khăn nóng rất cẩn thận giúp Trương Dương lau khô vết máu trên người, cô cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, Tựa hồ vì Trương Dương làm chuyện này tất cả rất tự nhiên, ngược lại chỉ có Trương Đại Quan Nhân là có chút ngượng thôi. Hắn nhìn Trần Tuyết đẹp không phạm khói lửa nhân gian, giống lớn sói xám gặp được dê béo, cái này nhìn rất trướng tai gai mắt và dễ chảy nước bọt, đương nhiên không đợi nhiều mà đã nuốt từng ngụm xuống rồi. Trần Tuyết bị động tính quái dị của hắn kinh động liếu, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Trương Đại Quan Nhân ngượng ngùng cười nói, "Vậy gì, tôi còn không ăn cơm?" trần tuyết đem khăn mặt đầy máu rửa trong nước một chút để qua một bên sau đó cầm chăn bông đắp lên trên người cho hắn ôn nhu nói anh chờ chút tôi đi nấu cơm cho anh trương dương nói có cái gì ăn ngon không trần tuyết thản nhiên cười nói mì gói trương dương nói mì gói cũng được tôi sắp chết đói rồi cái này là lời nói thật hắn ngày hôm nay sáng sớm đã không ăn buổi chiều hai điểm được thả ra chỉ là ăn qua loa một chút ven đường buổi tối trải qua trận đại chiến này lại tiêu hao không ít, mắt thấy đã 10 giờ tối rồi, Trương Dương xử lý xong vết thương, trạng thái thân thể khôi phục không ít, cơn thèm ăn cũng tăng trưởng lên. Trương Dương quấn chăn đi tới trước bàn, thấy trên bàn đầy tư liệu lịch sử văn học này nọ, tất cả đều là đồ dùng học tập của Trần Tuyết, hắn bỗng nhiên nhớ tới Trần Tuyết năm nay cũng có thể tốt nghiệp, thành tích của Trần Tuyết tại Thanh Hoa vẫn nổi tiếng, cô ấy và Triệu Tĩnh là bạn học cùng lớn, Triệu Tĩnh đã thực tập, Trần Tuyết hiện tại cũng có thể đi lên cương vị thực tập. Trương Dương mở máy tính của Trần Tuyết, thấy bên trong đều là một ít tư liệu lịch sử của Tùy Đường, Trương đại quan nhân đối với đoạn lịch sử của Tùy triều rất là thuộc, vì vậy lật ra từ đầu mà xem, cái bài viết này chủ yếu viết về quan chế của Tùy triều, Trương Dương nhìn vài tờ, phát hiện nắm giữ của Trần Tuyết đối với quan chế Tùy triều tương đối chính xác, xem ra cô gái nhỏ này trong đoạn lịch sử trên nhất định tốn hao không ít công phu. Mùi thơm mê người khí bay vào trong, Trương Dương ngẩng đầu, thấy Trần Tuyết bưng một tô mì đi đến. Trương Dương nói thơm quá. Trần Tuyết đem tô mì đặt lên bàn, ánh mắt thoáng nhìn Trương Dương đang xem bài viết của cô, thản nhiên cười nói anh cảm thấy hứng thú với bài vở từ khi nào vậy. Trương Dương tắt máy, đi tới bên cạnh bàn, ngửi ngửi nói thơm quá à. Trần Tuyết cười nói, nhất định là bởi vì anh đói bụng, hiện tại cho dù là cho anh cơm cháy anh cũng cho rằng là mỹ vị vô thường. Trương Dương tay trái cầm lấy chiếc đúa, có vẻ vô cùng của mới lạ, gắp vài cái, mì đều chảy xuống phía dưới. Trần Tuyết lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa từ trong tay hắn, gắp mì đút vào miệng hắn, trên mặt trương đại quan nhân hạnh phúc rào rạt, vui sướng hưởng thức mì do Trần Tuyết làm, hưởng thụ ôn nhu hầu hạ của cô, bỗng nhiên cảm thấy lúc này hạnh phúc dường như bay vào đám mây. Trần Tuyết đem tô mì đút hắn ăn xong, dọn dẹp tô đũa, lại giặt quần áo cho hắn, biểu hiện giống như một cô vợ nhỏ săn sóc cẩn thận tỉ mỉ vậy. Trương Dương quấn chăn, đi tới bên cạnh cô, cười tủm tỉm nói, năm nay có phải cô hẳn là tốt nghiệp rồi không? Trần Tuyết gật đầu, vẫn tiếp tục tẩy chữ y phục. Có muốn đi làm cái gì không? Trần Tuyết nói, tôi muốn tiếp tục đi học. Đi học. Trần Tuyết gật đầu. Trương Dương vô cùng kinh ngạc nói, học tiếp thì có ý nghĩa gì? Học tập tuy rằng là chuyện tốt, nhưng cả ngày ôm sách vở, cũng sẽ làm cho tư duy sơ cứng. Trần Tuyết nở nụ cười hiếm có, tôi vốn không phải là một người linh hoạt, Tôi không quen gặp gỡ những người khác trong xã hội, tôi ghét những nơi náo nhiệt, trong đại học vẫn đơn thuần một ít, nhân sinh không giống, có người thích náo nhiệt, có người thích an tĩnh, không nhất định mỗi người đều phải giống như anh." Trương Dương gật đầu, Trần Tuyết nói không sai, cô ấy có quyền lợi lựa chọn cách sống của mình. Chương 699, chữa thương 4. Trần Tuyết nói, Triệu Tính có phải muốn làm cô giáo không? Nhắc tới em gái Triệu Tính, Trương Dương không khỏi thở dài nói: nhà đầu kia tâm dã lắm, nó không chịu làm cô giáo đâu, muốn đi làm việc buôn bán, đường tôi dẫn cho không đi, cần phải tự mình lựa chọn, lúc này đang ở Đông Giang, trong công ty mua bán máy vi tính của bạn bè tôi, có thể suy nghĩ của người trẻ tuổi không giống như những người già chúng ta. Trần Tuyết cười nói, anh cho rằng mình rất già sao. Trương Dương nói, người không già, tâm già. Trần Tuyết nói, vậy đem tinh lực của anh đầu nhập vào công tác, công tác sẽ làm anh trở nên trẻ lại, sẽ làm anh tràn ngập sức sống loại người dư thừa tinh lực giống như anh đúng là không thể tách rời khỏi công tác cô đang nói móc tôi trần tuyết lắc đầu tôi chỉ nói thật trương dương nói có nghĩ tới tương lai cô muốn làm gì lẽ nào cứ học tập như vậy học đại học xong rồi học thạc sĩ học thạc sĩ xong rồi lại học tiến sĩ học đến cuối cùng biến mình thành một bà già tóc trắng kiến thức uyên bác sao trần tuyết hỏi ngược lại anh không nghĩ tới tương lai mình muốn làm gì không Lẽ nào cứ tiếp tục như vậy, khoa trưởng xong muốn làm trưởng phòng, trưởng phòng xong muốn làm thị trường, khổ tâm làm việc cả đời, lẽ nào anh thật muốn làm lãnh đạo tối cao của quốc gia? Trương đại quan nhân hoàn là có chút tự mình hiểu lấy, hắn thở dài nói, với cái tính của tôi, phỏng chừng không có hy vọng đi lên đỉnh quyền lợi đâu. Trần Tuyết nói, đó là bởi vì ngươi không có cẩn thận suy nghĩ, rất nhiều thứ thoạt nhìn rất đẹp mắt, anh cho rằng mình rất muốn có nó, thế nhưng thật sự có được, anh sẽ phát hiện ra mình không thích hợp. Trương Dương nghe ra Trần Tuyết tựa hồ có ý ngoài lời nói, hắn ho khan một tiếng nói, vậy thì, cô có thể nói cho tôi hiểu được không? Trần Tuyết dọn đồ, nhẹ giọng nói, đêm đã khuya, nghỉ ngơi sớm một chút đi, anh bị thương, cần nghỉ ngơi nhiều. Trương Dương đêm nay ngủ rất an tĩnh, ngủ đến 9 giờ sáng, khi tỉnh lại, cảm thấy vai phải nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hắn mở cửa phòng đi tới sân, phát hiện bầu trời bên ngoài rất trong xanh, quần áo của hắn đều phơi bên ngoài nắng. Hắn kêu một tiếng Trần Tuyết, không có người đáp lại, đi tới trong phòng sách, thấy trên bàn học có một tờ giấy, Trần Tuyết sáng sớm đã trở về trường học, điểm tâm đã chuẩn bị tốt, ngay tại phòng bếp, chỉ cần hâm lại một chút là có thể ăn, quần áo cũng đã giúp hắn hong khô. Nhìn chữ nhỏ xinh đẹp, một loại hạnh phúc bỗng nhiên sinh ra. Từ các dấu hiệu này mà xem, Trần Tuyết hiển nhiên là rất quan tâm hắn, thế nhưng Trần Tuyết sáng sớm rời đi rõ ràng là một loại trốn tránh mà cái này vừa vặn cho thấy Trần Tuyết đã không thể làm được tâm như chỉ thủy khi đối mặt hắn như lúc trước. Trương Dương đi tới phòng bếp, Trần Tuyết tự tay làm bánh bao chay, uống một chén cháo hoa, từ đáy lòng sản sinh một loại cảm giác ấm áp phong phú. Trương Dương có chút kỳ quái, mỗi lần cùng Trần Tuyết một chỗ, hắn luôn quên đi hiện thực, quên bản thân ở thế giới này, nội tâm của hắn mới có thể thu được bình tĩnh chốc lát. Ăn xong bữa sáng, Trương Dương lấy quân phục mà Trần Tuyết đã giặt sạch hong khô, lúc này mới mở điện thoại lên điện thoại di động vừa mở điện thoại liền liên tiếp gọi tiến đến đầu tiên là của cha vi trương dương tắt máy cả đêm làm hại cô ấy lo lắng cả một đêm điện thoại chuyển được cha vi liền cất giọng săn dậy dồn dập cho trương dương dậy trương dương cười chỗ của mình nói cho cha vi cha vi lập tức nói tôi đi tiếp anh anh chờ đấy gặp mặt rồi tính sổ với anh trương dương vừa cúp điện thoại bên này bên kia điện thoại của cố dưỡng dưỡng lại gọi đến cô ấy và cha vi đều rất quan tâm trương dương như nhau tối hôm qua gọi điện thoại thế nhưng bởi vì trương dương tắt máy buổi sáng đã gọi vài lần nếu còn không gọi được nữa thì sẽ báo công an trương dương phát hiện trên đời này người quan tâm hắn thật đúng là không ít chờ cha vi tới đón hắn điện thoại của trương dương vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi đầu tiên là sử thương hải gọi điện thoại đến hỏi thương thế của hắn sau đó bên phòng tạm trú gọi điện thoại hỏi vị trí của hắn bởi vì ngày hôm qua trương dương đi gấp hành lý ở phòng tạm trú. Trung tân dân của công ty Kinh Bắc cũng gọi điện thoại, gã gọi điện thoại đến đây cũng không phải hỏi Hàn Ân cần Trương Dương, mà là vì thỉnh cầu trợ giúp. Ngày hôm qua đánh một trận, Trương Dương đắc thắng trở về, thế nhưng Phục Bộ Nhất Diệp lại bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, cánh tay phải của ông ta khi đối quyền với Trương Dương đã bị gãy xương nhiều chỗ, bác sĩ cũng không có cách nào, đề nghị Phục Bộ Nhất Diệp cắt bỏ, thân là một võ giả, cắt bỏ thì có ý nghĩa là từ nay về sau ông ta có thể trở thành một phế nhân phục bộ nhất diệp đương nhiên không muốn. Ông ta và Lý Đạo Tể dù sao đều là khách trung tân dân mời tới, trung tân dân suy nghĩ, Trương Dương nếu có thể đem chật khớp của mười mấy người trong công ty bảo an chứa tốt, có thể hắn đối với cốt thương cũng có chút biện pháp, cho nên ôm thái độ thử một lần gọi điện thoại cho Trương Dương. Trung tân dân nói, chủ nhiệm Trương, bọn họ đều là do tôi mời tới, lúc trước là ôm mục đích xúc tiến giao lưu văn hóa thuật võ trong Nhật Hàn của mục đích, tôi không ngờ rằng lại thành cái dạng này. Trương Dương không đợi Trung Tân Dân nói xong, cũng đã hiểu mục đích của gã, mỉm cười nói, Trung Tổng, ông muốn tôi chữa thương cho tên tiểu Nhật Bản kia. Trung Tân Dân có chút khó xử nói, oan ra nên giải không nên kết, chuyện này đều là do tôi dựng lên, chủ nhiệm Trương, tôi cẩn thận suy nghĩ rồi, chuyện phòng tạm chú Kinh Thành là tôi lo lắng không chu toàn, như vậy đi, tôi dự định cùng các người ký thêm 3 năm vô điều kiện, tiền thuê như cũ, cậu thấy thế nào? Trung Tân Dân là một người làm ăn, gã đương nhiên hiểu đạo lý trong thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí, muốn người ta làm việc vì mình, đầu tiên thì phải xuất ra thành ý, gã biết Trương Dương đang cần cái gì, cho nên lần thứ hai nhượng bộ tại chuyện của phòng tạm trú Kinh Thành. Trương Dương cũng rất sảng khoái, điều kiện mà Trung Tân Dân cho hắn đúng là không thể tốt hơn nữa, có những lời này chuyện của phòng tạm chú Kinh Thành giống như chiếm giải quyết toàn diện viên mãn. Trương Dương cân nhắc lợi hại, quyết định đáp ứng thỉnh cầu của Trung Tân Dân, hắn mỉm cười nói, tôi có thể thử xem, nhưng mà không nhất định có thể thành công. Trung Tân Dân nói, chỉ cần cậu tận lực là được, tôi quyết không bắt buộc. Cha Vi có oán niệm rất lớn đối với Trương Dương, lần này cô ấy lái một chiếc ô tô màu đen đến đây, Trương Dương mặc quân phục dạo một vòng quanh chiếc xe, nhếch miệng cười nói, bắn chim mà phải dùng đến pháo, xe của cô tôi không ngồi nổi đâu. Cha Vi nói, anh nói nhiều lưới vô nghĩa như vậy làm gì? Nhanh lên xe đi. Trương Dương tiến vào trong xe. Cha Vi thay đổi đầu xe, hướng chạy xuống núi. Trương Dương nói: Đi phòng tạm trú kinh thành trước, tôi đem hành lý đi luôn. Cha Vi nói: Anh thật sự coi tôi là tài xế sao? Trương Dương nói: Tôi làm gì có tài cán đó, đời trước tu phải tạo hóa gì đấy, mới có thể gặp phải một tiểu mỹ nhân vị phong tình vạn trùng như thế làm tài xế. Cha Vi nhịn không được nở nụ cười, nói cút. Lớn như vậy rồi, cả ngày không nghiêm chỉnh. Trương Dương nói: Xin lỗi hôm qua sử lão gia tử tìm tôi có chút việc gấp cho nên không nói chuyện với cô được khiến cho cô lo lắng cha vi nói vì sao tắt máy làm hại mấy người chúng tôi lo lắng cho anh cả một đêm trương dương nói tôi lớn như vậy cũng không gì đáng phải lo lắng cả nói thật ngày hôm qua khi giao thủ với tên tiểu nhật bản tôi bị thương cha vi nghe nói hắn bị thương kinh hô một tiếng thân thiết nhìn hắn nói bị thương có nặng không lúc đó vì sao anh không nói Trương Dương nói, tôi không phải vì sĩ diện sao. Hiện trường có nhiều người nhìn như vậy, nếu như ta nói tôi bị bọn họ đả thương, không phải mất mặt sao. Vốn là chuyện Dương uy cho quốc gia, chúng ta phải xong việc một cách hoàng tránh, không thể lưu lại mảy may tiếc nuối. Cha Vi nói, bầm dập giả làm người mập, lỡ như thương tình trở nên phiền phức thì sao, nếu không, tôi tống anh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trương 700, chữa thương. 5. Trương Dương thấy cha Vi quan tâm mình như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm động, mình có công đức gì đâu, mà khiến cho những cô gái đẹp săn sóc quan tâm như vậy, nhân sinh như vậy còn đòi hỏi cái gì nữa. Trương Dương nói, thật sự không có việc gì mà, tôi da dày thịt béo lắm, nghỉ ngơi một đêm đã hoàn toàn không sao, nhưng thật ra cái tên tiểu Nhật Bản kia bị tôi đánh rất thảm. Cha Vi cũng nghe nói, cô nhỏ giọng nói, nghe nói tên Nhật Bản luận võ với anh, tay phải bị gãy năm sáu chỗ, có lẽ phải cắt bỏ. Cô ấy cũng không đồng tình người Nhật Bản kia, chỉ là có chút lo lắng chuyện này có mang đến phiền phức cho trương dương hay không thôi trương dương nói cái tên tiểu nhật bản này vốn không phải thứ tốt dùng mê hồn thuật đối phó tôi mê hồn thuật cha vi vô cùng kinh ngạc nói trương dương giải thích nói cùng loại với thôi miên ấy mà thuộc về thứ bảng môn tả đạo cha vi nói tôi có nghe qua ừ trong anh hùng xạ điêu cái người trưởng lão cái bang cũng dùng biện pháp như vậy với quách tính thật là không nhìn ra tiểu nhật bản lợi hại như vậy Trương Dương cười chẳng đáng, chút tài mọn mà thôi, không tính là lợi hại gì, chẳng qua lúc đó đột nhiên quá, cho nên tôi mới bị trúng thuật, may mà sử lão ra tử hô to đúng lúc, tôi mới thanh tỉnh lại, nếu không thật sự muốn lật thuyền trong mương, bại trong tay ông ta rồi. Cha Vi tràn ngập lo lắng nói, sau này anh tận lực tránh mấy chuyện đánh đánh giết giết ra đi, đối với anh không có lợi, cũng đừng khiến cho người xung quanh lo lắng vì anh. Trương Dương gật đầu, lúc này cha vi lái xe đi tới trước cửa phòng tạm trú nam tích tại kinh thành trương dương không muốn đi vào để bị hỏi liên miên nhờ cha vi đi vào giúp hắn đem hành lý ra cha vi đi vào dạo qua một vòng lúc trở ra phó chủ nhiệm vương nghị và vu hải lâm đều đi ra thép vương nghị hỗ trợ mang hành lý ra trương dương thấy bọn họ đều tới cũng không có ý tiếp tục ngồi trong xe mở cửa xe đi xuống cười nói tôi vội vàng làm việc lại sợ quấy rối các người cho nên mới nhờ cha vi đi vào giúp ta đem đồ ra Vương Nghị đem hành lý đặt vào thùng xe, cười nói, chủ nhiệm Trương sợ chúng ta quấy rối cậu mới đúng. Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta đều nghe nói, ngày hôm qua cậu tại cổ trường thành đã đánh bại tiểu Nhật Bản, thật sự là dương uy cho quốc gia chúng ta. Trương Dương cười nói, ân oán cá nhân mà thôi, không liên quan đến vinh dự quốc gia, ngàn vạn lần đừng mang cho tôi cái mũ lớn như vậy. Vương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, ngày hôm qua bên công ty Kinh Bắc đã đem hợp đồng đến đây, Tiền thuê năm nay không đổi, năm sau sẽ tăng 20%, coi như hợp lý." Trương Dương nói, "Không ký vội." "Không vội." Hai người đều có vẻ kinh ngạc. Trương Dương gật đầu nói, "Tôi và tổng giám đốc Trung Tân dân của bọn họ đã nói qua, ông ta cảm thấy đối đãi với những khách hàng lâu năm như chúng ta như vậy không được, nên dự định rút lại hợp đồng này, ký hẹn như cũ, mà tiền thuê thì vẫn dựa theo tiêu chuẩn cũ." Vu Hải Lâm và Vương Nghị nghe được tin tức này đều vừa mừng vừa sợ. Trương Dương nói: "Tôi đến công ty Kinh Bắc, chờ tin tức chứng thực rồi, tôi gọi cho các người." Nhìn chiếc ô tô đi xa, Vu Hải Lâm trong đáy lòng thở dài nói: "Chủ nhiệm Trương thật là có bản lĩnh, lúc trước hắn đối với năng lực của Trương Dương còn có một chút hoài nghi, thế nhưng khi phòng tạm trú Kinh Thành xảy ra nhiều chuyện tình như vậy, Trương Dương đều giải quyết hết tất cả, Vu Hải Lâm đối với Trương Dương đã vui lòng phục tùng." Vương Nghị cũng là như vậy, hắn thấp giọng nói: "Chủ nhiệm Trương mấy ngày nay sẽ trở về Nam Tích." phòng tạm chú kinh thành chúng ta hẳn là nên có biểu thị. Vu Hải Lâm nói, Ngô Minh còn ở nơi này, chúng ta không có tiện đưa ra chuyện này. Ngô Minh và Trương Dương có quan hệ không được tốt, hầu như tất cả mọi người đã nhìn ra, nếu như bọn họ trước mặt Ngô Minh biểu thị quá mức thân cận với Trương Dương, Ngô Minh khó tránh khỏi nghĩ bậy, trong quan trường, mẫn cảm chuyện tình của thực sự nhiều lắm, mỗi đi một đều cần tỉ mỉ châm trước. Lúc Trương Dương đi tới Kinh Bắc, mới biết được phục bộ nhất diệp đã rời khỏi Trung Quốc, thân là một võ giả, ông ta rất quan tâm cánh tay đến cánh tay của mình. Tuy rằng Trung Tân Dân nói cho ông ta biết Trương Dương đã đáp ứng giúp ông ta chữa thương. Phục bộ nhất diệp cho rằng cái quan trọng hơn so với cánh tay này là vinh dự cá nhân. Ông ta thua dưới tay Trương Dương, nếu như lại để cho Trương Dương chữa thương cho ông ta, đó là vũ nhục đối với ông ta, huống chi ông ta vốn không tin trình độ chữa bệnh của Trung Quốc. Từ chối lời giữ lại của Trung Tân Dân trở về Nhật Bản chạy chữa. Trung tân dân đối với cái này có biểu hiện bất đắc dĩ, gã cười khổ nói, tôi có ý tốt, đáng tiếc người ta không nhận. Trương Dương nói, người Nhật Bản coi mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng, ông ta không mổ bụng tự sát tại chỗ cũng rất không tồi rồi. Trung tân dân cười cười, gã thấy cha Vi làm bạn tại bên cạnh Trương Dương, nhận ra đây là cháu của cha Tấn Bắc, con gái bảo bối của phó bộ trưởng bộ tổ chức cha Tấn Nam, càng lúc càng bội phục đối với quan hệ các mặt của Trương Dương. Nguyên nhân chính là vì thế, Trung Tân Dân càng cảm thấy hối hận, mình bị Lương Khang đầu độc, bị hắn ta lợi dụng đối phó Trương Dương. Cái chuyện tình này đều là bởi vì hắn ta gây ra, Trung Tân Dân chủ động nhượng bộ tại chuyện của phòng tạm chú Kinh Thành, gã nhờ Trương Dương chữa thương cho phục bộ nhất diệp. Tất cả đều là vì gã muốn bù đắp khuyết điểm của mình. Trung Tân Dân nói, vô luận thế nào, tôi cũng đều phải cảm tạ cậu có thể đến đây, bên phòng tạm chú Nam Tích tại Kinh Thành, tôi đáp ứng được là sẽ làm được. Trương Dương cười nói, mong rằng trải qua chuyện này, quan hệ giữa công ty Kinh Bắc và Nam Tích có thể càng chặt chẽ hơn. Trung Tổng, cũng hoan nghênh ông có thời gian đến Nam Tích làm khách, đến lúc đó tôi nhất định sẽ tận tình làm chủ. Trung Tân Dân cười gật đầu. Trương Dương xuất ra một lọ thuốc đặt trên bàn làm việc của Trung Tân Dân, cái bình thuốc này có thể giúp vết thương ở xương khép lại, nếu phục bộ nhất diệp đi, ông ta cũng không cần dùng. Tôi nhớ kỹ có một người Hàn Quốc đá tôi một cước ở phía sau, chân hình như bị gãy đứt, đem thuốc này đưa cho hắn dùng. Trung Tân Dân cảm ơn liên tục, vốn định mời Trương Dương ăn, Trương Dương cười từ chối, cha vi theo hắn đến đây, mục đích chính là muốn đem hay ăn, buổi trưa đã đặt chỗ tại Kim Vương Phủ, cố dưỡng dưỡng và Giang Quang Á sẽ đến đó. Trung Tân Dân tiến Trương Dương đi ra, trùng hợp gặp phải Tổng Tài Lương Khang của Tập đoàn Cự Long và Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thái Hồng Cơ Nhược Nhạn cùng nhau đến thăm, Trương Dương và Lương Khang có thể nói là không thể tha nhau được. Cơ Nhược Nhạn thấy Trương Dương, cười đến Xuân Phong hiện rõ trên mặt, trong hai mắt tràn ngập quyến rũ nhu tình, Lương Khang bên người cô đương nhiên thấy rất rõ ràng. Trương Dương từ lâu đã rõ dụng ý của cơ nhược nhạn, từ tổ chức phòng tranh nghệ thuật cơ nhược nhạn lợi dụng bức họa, sơn quỷ, khơi màu mâu thuẫn giữa hắn và Lương Khang, có thể nói Lương Khang bỏ ra 5 triệu lợi dụng trung tân dân gây khó dễ tại hợp đồng của phòng tạm trú Nam Tích tại Kinh Thành, nguyên nhân đều do người con gái này cả. Khâu Phượng Tiên nói ra cơ nhược nhạn và triệu quốc lương thiếu chút nữa đã kết hôn, chuyện này càng trở nên rõ ràng, Mục đích tiếp cận mình của cơ nhược nhạn chính là vì trả thù, và như người của Triệu gia, cô ấy coi mình là người hại chết Triệu Quốc Lương. Trương đại quan nhân trong lòng có tính toán, thấy cơ nhược nhạn cố ý biểu lộ sự thân thiết với mình trước mặt Lương Khang, trong lòng không khỏi sinh phản cảm đối với cô gái giỏi về tâm kế này. Thế nhưng Trương Dương cũng không có đem sự thật nói ra, nếu như để cho đối phương biết mình đã nhìn thấu được suy nghĩ thật, sẽ chỉ làm cho đối phương cảnh giác, sau này dùng thủ đoạn càng âm hiểm để đối phó mình. Có đôi khi giả bộ hồ đồ vẫn có thể xem là một loại đối sách tốt nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 700.